Cô gái này là một bác sĩ xinh đẹp và vô cùng tài giỏi, kết hôn với một tổng tài bá đạo 2 năm nhưng chưa từng gặp mặt. Hai người ly hôn nhưng ông trời trêu đùa lại cho hai người gặp nhau. Tổng tài không biết cô là vợ cũ của mình. Anh dần dần yêu cô nhưng vì sự chọc phá của tiểu tam mà cuộc truy thê trở nên khó khăn. Từ đó cuộc sống của hai người cũng hoàn toàn thay đổi. Anh cả, cuối cùng em cũng chịu rời khỏi nơi đó. Anh đến đón em về nhà. Ly hôn có gì mà tốt đẹp chứ? Anh không biết lúc đó ông nội đã nghĩ gì, lại để em kết hôn với Châu Bắc Thâm. Anh nói cho em biết, em tốt nhất nên gả cho anh. Anh thì lại nghĩ, em nên chọn anh. Hai người đừng có trêu chọc em nữa. Làm sao có thể kết hôn với anh trai? Chúng ta vốn không phải cùng cha mẹ sinh ra. Đương nhiên có thể rồi. Mặc dù các anh là được ông nội nhận nuôi, nhưng trong trái tim của em, chúng ta là anh em ruột. Được, không nói về chuyện này nữa. Vị bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng nhất thế giới này, mọi người ngoài kia tìm em đến phát điên rồi. Em đã biến mất lâu vậy, không biết có ai còn nhớ đến em là bác sĩ Khương hay không. Chủ tịch, phu nhân đã rời đi với tờ giấy ly hôn rồi. Cô ta yêu cầu bao nhiêu? Không lấy một xu. Thậm chí khoản tiền bồi thường từ lão gia, cô ấy cũng không nhận. Cho cô ta căn nhà ở phía Tây Giang Thành. Tôi không muốn xuất hiện trên các trang báo ngày mai. Phát hiện vợ cũ của Châu Bắc Thâm chết đói trên đường. Dạ được. Còn gì không? Bác sĩ Khương, người mà anh tìm kiếm suốt 2 năm, đã xuất hiện trở lại. Điều tra cho tôi. Lần này bất kể trên trời hay dưới đất, nhất định phải tìm bằng được cô ấy cho tôi. Nghe nói phó giám đốc mới còn rất trẻ, một bước có thể lên ngay vị trí phó giám đốc. Về mặt này thì ngành y cũng không khác gì mấy ngành khác. Đến rồi, đến rồi. Người đến rồi. Tôi đã thấy rồi. Quả là một đại mỹ nhân. Cô gái xinh đẹp bước đi tao nhã, mỉm cười nhìn y tá xung quanh. Bệnh nhân được xe đẩy vào, cô gái chạy nhanh tới. Bệnh nhân bị làm sao vậy? Tai nạn, mất máu quá nhiều. Nếu không cấp cứu ngay sẽ có thể mất mạng. Chuẩn bị phẫu thuật. Tốt nhất nên chuyển lên tuyến trên. Loại phẫu thuật này chúng ta không thực hiện được. Tôi làm được. Tuyệt đối không được. Cô còn trẻ như vậy, tôi thấy không đáng tin. Tôi là bác sĩ Khương, phó giám đốc khoa phẫu thuật não. Bác sĩ Khương mà cô nói, chúng tôi chưa từng nghe qua. Không thể chuyển viện. Chồng của chị không thể đợi lâu được. Cô ta vẫn còn trẻ vậy, chắc chắn là không có kinh nghiệm. Đúng vậy, tôi không thể đặt cược mạng sống của chồng tôi vào tay cô được. Nếu không ai đảm bảo chúng tôi sẽ chuyển viện, tôi bảo đảm cho cô ấy. Cậu là ai? Tôi là Châu Bắc Thâm, chủ tịch tập đoàn Châu Thị. Cô nghĩ tôi có đủ tư cách để đảm bảo chưa? Người đàn ông bị tai nạn được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cầm dao bắt đầu phẫu thuật. Bệnh nhân trên giường bệnh được đẩy ra. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Thật cảm ơn cô. Đi thôi. Bác sĩ Khương, tôi muốn mời cô một bữa ăn. Không biết, Châu Tổng, nếu anh có việc gì cứ nói với tôi. Tôi muốn nhờ cô một việc. Trường hợp này, cô ấy tên Trịnh Duyệt Duyệt, là người rất quan trọng với tôi. Châu Bắc Thâm, thảo nào anh không xuất hiện suốt 2 năm chúng ta kết hôn. Thì ra anh đang giấu người tình nhỏ. Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng tôi không muốn từ bỏ. Bác sĩ Khương, chỉ cần cô cứu được Duyệt Duyệt, cô muốn bất cứ gì đều có thể. Trịnh Cường đã chết vì tôi. Duyệt Duyệt là em gái duy nhất của cậu ấy. Mặc dù tôi không muốn liên quan tới anh, nhưng tư cách là bác sĩ, tôi không thể bỏ rơi bệnh nhân mà không cứu. Bệnh nhân ở đâu? Bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Châu Thị. Tôi đưa cô đến đó. Không phải ở bệnh viện Tấn An. Ở bệnh viện Tấn An, cơ sở hạ tầng chỉ mức trung bình. Ở bệnh viện tư tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vậy thật xin lỗi, tôi không có cách nào. Giúp Trịnh tiểu thư được rồi. À, người đàn ông lấy trong túi áo ra. Tiền không phải là vấn đề. Đây không phải vấn đề về tiền. Vậy, cô muốn gì? Châu Tổng, anh không hiểu luật, tôi không trách. Nhưng tôi cần nói với anh. Muốn tôi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân phải được chuyển đến đây. Điều đó có nghĩa, nếu muốn cô cứu Duyệt Duyệt, thì phải đưa đến bệnh viện điều kiện trung bình như Tấn An. Cô chỉ phẫu thuật tại đây. Không sai. Tôi có việc bận rồi. Châu Tổng, hãy lên kế hoạch sớm nhé. Bác sĩ Khương, hôm nay cô đã làm 3 ca phẫu thuật rồi.
Làm việc với cô chúng tôi không theo kịp. Bác sĩ Khương, tôi xin lỗi vì trước đây đã coi thường cô. Bây giờ, anh đã biết bác sĩ Khương của chúng ta. Được rồi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Tối nay tôi sẽ mời một bữa tối thịnh soạn. Cô gái mỉm cười quay người định đi. Châu Tổng sao lại ở đây? Tôi đoán là đến để gặp bác sĩ Khương. Chỉ có bác sĩ Khương tài giỏi mới có thể khiến Châu Tổng lạnh lùng tìm đến đây. Mọi người đi làm trước đi. Tối nay gặp, tôi đã chuyển Duyệt Duyệt tới đây. Theo yêu cầu của cô, bây giờ cô ấy đang ở phòng nội trú. Châu Bắc Thâm, chúng ta đã kết hôn được 2 năm. Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy tôi. Bây giờ vì người tình nhỏ của mình, anh lại tìm tôi nhiều lần như vậy. Xem ra cũng không phải loại người tàn nhẫn, chỉ là trái tim dành cho người khác. Cô, khi nào có thể đi cùng tôi? Kể từ khi cô ấy được chuyển đến đây, tôi sẽ không ngồi yên. Bây giờ tôi sẽ đi qua đó. Anh Thâm, đây là, cô ấy là bác sĩ điều trị của em. Tôi không ngờ cô lại trẻ như vậy, có thể khiến anh Thâm đồng ý phẫu thuật cho tôi. Năng lực không liên quan đến tuổi tác, và lại tôi cũng không cầu xin đít anh ta. Tôi không có ý nói cô như vậy, tôi chỉ là có chút lo lắng. Tôi đã xem hồ sơ bệnh án, không có vấn đề gì lớn. Thật vậy sao? Nhưng mà bệnh viện tư đã nói bệnh của tôi khó chữa. Tôi không bao giờ đùa bệnh nhân. Cô gái nói xong liền đi ra ngoài. Bác sĩ Khương, lẽ ra anh nên cho phẫu thuật sớm hơn. Trong nước, tôi không phải là người duy nhất có thể thực hiện. Các bác sĩ khác trong nước có thể làm được, nhưng tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của cô ấy. Châu Bắc Thâm ơi Châu Bắc Thâm, vì anh quan tâm người tình nhỏ của mình nhiều vậy, vậy tôi không lật cả gia tài của anh. Tên tôi không phải Khương Vãn. Được rồi, tôi hứa với anh sẽ phẫu thuật cho cô Trịnh. Nhưng tôi có một điều kiện. Không vấn đề. Tôi đang có ý định xây một phòng thí nghiệm mới, cần rất nhiều tiền. Châu Thị sẽ chịu trách nhiệm cung cấp. Bệnh viện Tân An cũng cần những thiết bị phẫu thuật mới nhất. Châu Thị có thể đáp ứng mọi thứ. Những yêu cầu này, dù cô không nói ra, tôi cũng sẽ làm. Châu Tổng thực sự làm bất cứ điều gì để cứu Trịnh tiểu thư sao? Bởi vì cô ấy rất quan trọng. Được rồi, nếu người quan trọng đến thế, Châu Tổng có thể tặng một tòa nhà không? Bệnh viện này đang trong tình trạng thiếu phòng nội trú. Bác sĩ Khương, Khương tiểu thư, cô thực sự làm những điều này cho bệnh viện của cô. Từng chi tiết nhỏ, Châu Tổng, anh không đáp ứng được sao? Nếu anh quá miễn cưỡng như vậy, vậy tôi sẽ không ép anh nữa. Chỉ là về phía cô Trịnh, được rồi, nếu cô có thêm yêu cầu gì, cứ nói cho tôi biết ha. Trong một nốt nhạc, được không? Vì Châu Tổng một lòng quan tâm đến người tình nhỏ, vậy thì tôi cũng rất hài lòng. Khi nào sẽ có thể phẫu thuật vậy? Khi nào thiết bị của anh đến, tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật cho người của anh. Thiết bị sẽ được chuyển đến vào sáng mai. Bác sĩ Khương, tính mạng Duyệt Duyệt trông cậy vào cô. Các bác sĩ đẩy giường bệnh nhân đi. Chàng trai nắm tay bác sĩ. Cô chắc chắn không? Nếu tôi nói tôi không chắc chắn, Châu Tổng, anh bây giờ sẽ đưa cô ấy đi sao? Tôi tuyệt đối không cho phép Duyệt Duyệt chết trên bàn mổ. Tôi xin cô, đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ giật tay ra bước đi dứt khoát vào phòng phẫu thuật. Cô đeo khẩu trang găng tay rồi bắt đầu phẫu thuật. Cô nghiêm túc làm việc, thời gian cũng dần trôi nhanh. Bác sĩ bước ra ngoài, chàng trai chạy đến. Bác sĩ Khương, ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà, theo y tá đi hoàn tất các thủ tục. Đi đi, vất vả rồi, tôi đi trước. Bác sĩ Khương đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Cùng nhau dùng bữa được chứ? Châu Tổng, xin tự trọng. Bác sĩ Khương, tại sao ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có cảm giác? Có vẻ như cô đang có vấn đề gì đó với tôi. Không nhìn việc cô đã cứu Duyệt Duyệt. Cô có thể vô đạo đức. Nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Sự kiên nhẫn của tôi cũng rất kém. Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cô, Chủ tịch, về phía Duyệt Duyệt tiểu thư đã thu xếp xong. Cậu có cảm thấy bác sĩ Khương có vẻ rất ghét tôi không? Tôi nghĩ là không đâu. Có lẽ bác sĩ Khương không muốn gặp anh. Tôi nói gì sai sao? Ồ, điều này chắc chắn là không rồi. Ừ, làm sao có người phụ nữ nào có thể ghét anh được? Bác sĩ Khương chắc chắn đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt.
Chào cô Trịnh. Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Không sao, cảm thấy khá tốt. Vậy được rồi. Nằm viện thêm vài ngày là có thể về nhà được rồi. Bác sĩ Khương, tôi rất biết ơn cô đã cứu tôi. Cô không cần cảm ơn tôi. Châu Bắc Thâm đã thanh toán hết viện phí. Tôi được trả tiền để làm việc. Trịnh tiểu thư, cô có thể buông tay được không? Tôi biết anh Thâm đã phải trả rất nhiều tiền để cứu tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô muốn nói chuyện gì? Bác sĩ Khương, cô đã có bạn trai chưa? Cô nghĩ sao về anh Thâm? Trịnh tiểu thư, cô vòng vo đường dài như vậy chỉ để nói với tôi điều này. Cô đừng lo. Tôi không có hứng thú với Châu Bắc Thâm. Đó không phải điều tôi muốn nói. Có chuyện gì vậy? Anh Thâm, em đang hỏi bác sĩ Khương xem thích kiểu người nào. Em nghĩ sau này có thể giới thiệu cho cô ấy. Bác sĩ Khương ưu tú như vậy, vẫn cần em giới thiệu sao? Đúng như lời anh nói. Vậy bác sĩ Khương cô không thích điều gì? Để sau này khi thực sự cần, tôi có thể tránh. Tôi không thích những người họ Châu. Này, nhà họ Châu đã đắc tội gì với cô sao? Thầy bói đã nói, tôi không hợp với tử vi của họ Châu. Nếu không thì chúng ta đã không kết hôn được 2 năm, rồi ly hôn mà chưa hề gặp mặt. Bác sĩ Khương có điều gì hiểu lầm về anh Thâm không? Không có hiểu lầm. Đơn giản là tôi không thích người họ Châu. Cô đã nghe gì đó đúng không? Anh Thâm đúng là đã ly hôn, nhưng không phải lỗi của anh ấy. Vợ cũ của anh ấy là một cô gái quê mùa, cư xử thì rất thô tục. Họ không phù hợp chút nào. Ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Cô không được vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm. Châu Tổng, đó cũng là điều anh nghĩ về vợ cũ của mình sao? Tôi và cô ấy thực sự không hợp nhau. Ly hôn là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi thực sự thấy buồn cho vợ cũ của anh. Thật là tội nghiệp. Cô gái đi qua người chàng trai huyết mạnh vào vai anh. Chàng trai liền chay đuổi theo bắt lấy tay cô. Cô tức giận à? Đừng nói to như vậy. Bởi vì tôi đã kết hôn. Anh kết hôn rồi hay chưa? Tôi cũng không quan tâm. Người mà anh thực sự nên quan tâm chính là cô Trịnh. Chuyện đó liên quan gì đến Duyệt Duyệt? Châu Tổng thực sự để bảo vệ cô ấy, chỉ nói một lời thôi là chưa đủ. Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô, tại sao lại ghét tôi? Tôi chỉ là thay cho vợ cũ của anh cảm thấy không đáng. Sau cùng đã ly hôn rồi, mà còn sau lưng người khác bàn tán nhiều lời. Tôi là vì bị ép buộc mới phải kết hôn như vậy. Duyệt Duyệt bênh vực tôi nên mới nói vậy. Nó không có ý gì khác. Nhưng nếu mà nói theo cách này, tôi nghĩ cô ấy cũng không phải quá tệ. Là một người tốt. Có điều, hai chúng tôi không hợp nhau. Lần đầu tiên tôi nghe ai đó miêu tả vợ cũ là người tốt. Châu Tổng, anh không cần nói với tôi điều này. Tôi không có hứng thú với chuyện riêng tư của anh. Chiêu lặt mềm buộc chặt này lạm dụng quá. Cũng sẽ hết vui. Tôi đã cho cô một cơ hội rồi. Cô có phải là người không biết nhận thức không? Châu Tổng, anh rảnh thì nên đi kiểm tra não đi. Nếu không tôi có thể tìm người khám cho anh ngay bây giờ. Có vấn đề về não là nguy hiểm lắm đấy. Tôi không bị bệnh tâm thần. Tôi điều tra hành động của bác sĩ Khương vài năm qua. Tôi muốn chắc chắn. Tôi đã từng gặp cô ta hay chưa? Ôm ôm. Điềm Điềm, cậu không phải đang đi du lịch nước ngoài à? Cậu còn có can đảm nói vậy. Với tư cách là bạn tốt nhất của cậu, cậu ly hôn mà không nói với tớ một câu. Tớ đây không kết thúc kỳ nghỉ ngay lập tức, trở về an ủi cậu hay sao? Đi thôi, chúng ta đi ăn đi. Đói chết rồi. Đúng rồi, 2 năm thanh xuân, Châu gia không bồi thường cho cậu sao? Họ có cho tớ, nhưng không cần. Không ai nợ ai, nhưng mà, tên khốn Châu Bắc Thâm đó. Cậu như vậy là hời cho anh ta quá rồi. Tớ sớm đã không ưa anh ta rồi. Với loại người như tên đó, cậu phải thật tàn nhẫn xé thành trăm mảnh. Cậu chờ đi. Mấy hôm nữa, tớ chắc chắn sẽ tìm người đánh cho anh ta một trận. Chút giận cho cậu. Vậy sao? Tôi thật muốn chờ xem cô có khả năng gì. Ha 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 ha. Giang à, Châu Bắc Thâm, tại sao anh ở đây? Nói tôi nghe. Bác sĩ Khương cái gì mà hời cho tôi? Cô ấy xứng đáng nhận được thêm gì cơ? À, Tiểu Điềm biết tôi đã phẫu thuật cho cô Trịnh. Muốn anh tặng cho tôi nhiều phần thưởng hơn. Ồ đúng đúng đúng. Ồ, ý của cô là
tôi đã cho hơi ít. Ý tôi không phải như vậy. Cô ấy chỉ là buột miệng nói thế thôi. Anh đừng nghĩ nghiêm trọng quá. Cô là con gái của Giang Quốc Lai. Anh biết tôi à? Đúng vậy. Tôi nhớ cô. Chàng trai rời đi, để lại hai cô gái đứng nhìn. Ây, tớ nói, cậu và tên Châu Bắc Thâm đó. Đúng là duyên phận mà. Sống cùng một khu phố, cùng một tòa nhà, lại còn cùng một tầng nữa. Tớ không mong đợi số phận kiểu này. Tớ thật muốn biết bây giờ, anh ta Châu Bắc Thâm đó, biết cậu là vợ cũ anh ta. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ tớ không thể không nói cho anh ta biết sự thật này. Cút. Ok, được rồi chúng ta đi. Cô bác sĩ bước dọc hành lang, tựa đầu vào tường mệt mỏi, bỗng điện thoại có tin nhắn. Cô gái ấn vào đọc mắt mở lớn liền gọi điện đi. Này Điềm Điềm, xảy ra chuyện gì thế? Tổ tiên ơi. Cuối cùng cũng trả lời điện thoại. Châu Bắc Thâm, anh ta ngừng hợp tác với công ty bố mình rồi. Không thể nào. Châu Bắc Thâm cũng không trẻ con vậy chứ. Đúng vậy mà. Tớ đã nói chuyện với bố qua điện thoại rồi. Châu gia là khách hàng lớn nhất của công ty nhà tớ. Bây giờ anh ta đang hủy hợp đồng với chúng tớ. Gia đình tớ sẽ phải đối mặt với phá sản mất. Bây giờ tớ đang ở dưới công ty của Châu Bắc Thâm. Nhưng Châu Bắc Thâm từ chối gặp tớ rồi. Cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ đến đấy ngay. Đi. Tôi là người của Giang Thị. Tôi đến tìm. Châu Tổng có chuyện cần nói. Không có hẹn trước thì không được vào. Có máy bay. Á. Chủ tịch, Giang tiểu thư của Giang Thị và bác sĩ Khương ở tầng dưới. Nói rằng muốn gặp anh. Anh xem, anh xuống đuổi họ đi. Tôi không có thời gian. Ấy, đợi chút, việc điều tra lần trước tôi yêu cầu. Cậu làm đến đâu rồi? Tôi đã điều tra hồ sơ của cô ấy. Trong 5 năm qua, tôi thấy anh và bác sĩ Khương không có sự liên quan nào cả. Nhưng mà điều kỳ lạ là bác sĩ Khương đã biến mất 2 năm trước. Thật khó để tìm lại hành tung. Trong 2 năm qua, anh nghĩ có nên nhờ Mộ Dung công tử điều tra giúp không? Bỏ đi. Cũng chỉ là một bác sĩ thôi. Ấy, trợ lý Ngô, chúng tôi muốn gặp Châu Tổng. Châu Tổng không muốn gặp hai cô. Hai vị tiểu thư, tốt hơn nên quay về. Mặc dù trước đây, Tiểu Điềm đã xúc phạm anh ấy, nhưng anh ấy cũng không thể để Giang gia phá sản, thậm chí không cho một cơ hội để xin lỗi, không phải là vì Giang tiểu thư. Vậy lý do là gì? Chính là vì Duyệt Duyệt tiểu thư muốn dừng sự hợp tác này của Châu Thị, Giang gia thật không may tình cờ, lại trở thành một nạn nhân mà thôi. Anh đi nói với Châu Bắc Thâm. Mặc dù hiện tại, tình trạng của Trịnh tiểu thư đã được cải thiện, nhưng không thể biết khi nào sẽ tái phát. Một ngày nào đó, anh ta lại đến cầu cứu tôi. Tôi khuyên anh ấy, đừng làm khó Giang gia. Những điều chủ tịch đã quyết định sẽ không thay đổi. Hai vị nên rời đi đi. Tên họ Châu đó đúng là một tên khốn. Một tên bụng dạ hẹp hòi. Đừng khóc, hắn muốn gia đình tớ phá sản. Hu 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 hu. Không sao đâu, không sao đâu. Cậu quay về trước, tớ sẽ đi nói với Châu lão gia, chắc chắn có tác dụng. Có được không? Có được. Đi nhanh, đi nhanh. Đừng khóc nữa. Alo ông nội, con là Khương Vãn. Dạo này ông có khỏe không ạ? Con muốn đến thăm ông. Được chứ, con đến đây. Ông nội, vẫn đang đợi con về ăn tối. Ha 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 ha, được được được. Lão gia, tối nay không phải ông gọi thiếu gia về ăn tối sao? Bây giờ lại mời Khương tiểu thư. Vậy liệu họ có? Ây, thế thì có vấn đề lớn gì đâu. Không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Vẫn có thể là bạn bè. Hơn thế nữa, đây lại là lần đầu tiên hai đứa nó ăn tối với tôi. Ha ha. Chủ tịch, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ nhà cũ gọi đến. Lão gia hỏi anh khi nào có thể về nhà. Đi thôi, về nhà của ông tôi. Cái con nhà đầu này thật là một người vô tâm. Lâu như vậy rồi mới về thăm ông nội. Ây, con xin lỗi ông nội. Con sợ ông còn giận con. Không biết phải đối mặt với ông thế nào.
Dù con có ly hôn rồi, thì ta vẫn là ông nội của con. Sau này, nhất định phải thường xuyên về thăm ông. Vâng, nhất định con sẽ về thường xuyên. Ông nội. Thực ra hôm nay con... Lão gia, thiếu gia quay về rồi. Tôi đi xem thử. Tại sao anh ta lại quay về? À, vấn đề này à? Ta đã không nói trước với con. Bắc Thâm tiểu tử đó cũng đã trở về rồi. Con sẽ không trách ông nội chứ? Dĩ nhiên là không. Nhà ba người chúng ta cùng nhau dùng bữa. Mỗi khi nghĩ về cảnh đó, ông nội thấy rất hạnh phúc. Đột ngột như vậy, sao vậy? Mình còn chưa kịp chuẩn bị. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa thật ngon. À, chúng ta sẽ gặp nhau bây giờ sao? Chú Chu, tại sao chỉ có một mình chú? Còn thằng bé đâu? Thiếu gia vừa nhận được cuộc gọi từ nhà họ Trịnh, nói có chuyện khẩn cấp. Thiếu gia nói muốn đi, tôi cũng không thể cản được. Có chuyện gì quan trọng với thằng nhóc đó? Không thể ăn trước rồi hãy đi à? Ông nội, ông cũng đừng giận. Sức khỏe quan trọng. Thằng nhóc này, nó chỉ muốn chọc ta tức chết thôi. Ây, Bác Thầm đến rồi. Đến thăm Duyệt Duyệt nhiều hơn nhé. Con bé liên tục nhắc về cháu. Dì sẽ không làm phiền hai đứa nói chuyện nữa. Dì cương nói với anh rằng, em thấy không khỏe. Tại sao không đến bệnh viện? Không sao, mẹ của em chỉ làm lớn chuyện lên thôi. Làm phiền anh Thâm, phải đến tận đây, đều là lỗi của em. Anh trai em trước khi chết đã giao em cho anh phải chăm sóc em thật tốt. Em có chắc mình ổn không? Không sao đâu. Khụ khụ khụ. Cơ thể của em biết. Được. Không sao thì tốt. Anh, ông nội tìm anh có việc. Anh phải đi trước đây. Anh Thâm, nếu không vì anh em đặc biệt nhờ anh thậm chí sẽ không để ý đến em. Em chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng nghĩ nhiều đến việc đó. Anh Thâm, em nghỉ ngơi đi. Anh đi trước đây. Chàng trai nói xong liền rời đi. Đến cửa thì dừng lại. Trước khi Trịnh Cường chết, cậu ấy chỉ nhờ tôi chăm sóc Duyệt Duyệt, không có bao gồm các người. Từ giờ hãy chăm sóc tốt cho Duyệt Duyệt. Nếu có chuyện gì xảy ra lần nữa, Trịnh gia cũng sẽ ra đi, hiểu chưa? Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ chăm sóc Duyệt Duyệt thật tốt. Còn chuyện hợp tác thì sao? Tôi sẽ giao hợp đồng vào ngày mai. Ây, thiếu gia cậu về rồi. Lão gia đang đợi cậu bên trong. Vừa có tiếng ồn bên trong. Ông nội đang tiếp khách sao? Vâng, là Khương tiểu thư. Giang tiểu thư, Giang Điềm, cô ta thực sự đã bí mật đến gặp ông nội. Tiểu tử thối, nhìn xem mày đã làm những gì. Mau cút khỏi đây. Không biết Giang Điềm Giang tiểu thư đó đã cho ông nội uống thứ thuốc gì mà khiến ông mình lại bênh vực cô ta như vậy. Ban đầu vốn nghĩ tạm thời ngừng hợp tác với Giang gia, nhưng bây giờ, thiếu gia, cậu đi ngay sao? Ừm, tôi về nhà trước. Chăm sóc tốt cho ông nội. Vâng, còn nữa, sau này đừng cho những người lộn xộn tùy tiện đến gặp ông tôi. Đặc biệt là những người họ Giang, tôi sẽ cho không cho Khương tiểu thư gặp lão gia. Thiếu gia, cậu thực sự ghét Khương tiểu thư? Nếu không thì tôi phải thích cô ta sao? Chàng trai rút điện thoại ra bấm gọi điện đi. Ngày mai thông báo cho Giang gia hủy bỏ mọi hợp tác, từ nay không bao giờ hợp tác lại. Chàng trai mở cửa bước ra liền trùng hợp gặp cô gái đi ra từ phòng đối diện, hai người giật mình kiểm tra lại số phòng. Bác sĩ Khương. Thật trùng hợp, thì ra anh cũng sống ở đây. Chẳng trách lần trước gặp Châu Bắc Thâm ở đây, hóa ra anh ta ở đối diện nhà mình. Số phận quái quỷ gì thế này? Châu Tổng, trước đây là Tiểu Điểm không đúng. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh, hy vọng anh sẽ không vì điều này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ với Giang gia. Bác sĩ Khương, đúng thật là khéo cư xử mà. Trước đây cô ghét tôi như vậy, giờ lại đến cầu xin tôi. Ai y, Châu Tổng là một người có tấm lòng rộng lượng, chắc chắn sẽ không chấp nhặt với Tiểu Điểm, đúng chứ? Người bạn của cô, Giang tiểu thư, thực sự là người có năng lực. Tối qua còn dám đến nhà tìm ông nội tôi. Người giống như cô ta, cô không cần phải hạ mình cầu xin tôi như vậy. Chú Chu luôn gọi mình là
Khương tiểu thư. Khương và Giang phát âm giống nhau, vì thế Châu Bắc Thâm tưởng người hôm qua đến gặp ông nội là Giang Điềm, nhưng mà kế hoạch của Giang gia cũng sẽ không thành công đâu. Tôi sẽ không vì ông mà thay đổi quyết định của mình, ngược lại tôi càng ghét hành động lợi dụng ông nội tôi của Giang gia. Vậy Châu tổng, dù thế nào anh cũng sẽ không tha thứ cho Giang gia sao? Đúng. Cô gái thấy chàng trai đi liền định nói với theo. Thực ra hôm qua alo tiểu Điềm, chuyện gì vậy? Tớ sẽ đến đấy ngay. Tiểu Vãn, Châu gia đã chấm dứt hoàn toàn hợp tác với Giang gia. Tớ biết tớ là người không tài giỏi gì, nhưng tớ vẫn muốn làm điều gì đó cho gia đình. Cậu giúp tớ chọn váy cưới nhé. Tớ quyết định dùng hôn nhân của chính mình để đổi lấy khoản đầu tư khác cho gia đình. Đừng sử dụng bản thân như một con bài. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Thực sự sẽ có cách sao? Ừm. Hai cô gái nắm tay nhau đi chỗ khác. Cùng lúc đó có hai người phụ nữ bước vào. Chúng tôi mua hết chỗ này. Mẹ, sao mẹ lại quẹt thẻ của anh Thâm bừa bãi vậy? Anh ấy sẽ nhìn con thế nào? Tiểu nha đầu, Bắc Thâm đã vì con hủy hợp đồng với Giang gia, đưa hợp đồng cho chúng ta. Cậu ta còn quan tâm đến tấm thẻ này à? Ê, hai người đang làm gì ở đó? Ra khỏi đây. Ấy, bà bị làm sao vậy hả? Thật trùng hợp, bác sĩ Khương. Đúng là trùng hợp thật. Chẳng trách Châu Bắc Thâm lại không chịu ký hợp đồng. Hóa ra đã đưa hợp đồng đó cho cô. Bắc Thâm không phải người ngoài. Cậu ấy đã vì Duyệt Duyệt mà ly hôn luôn rồi. Một hợp đồng còn con thì đã là gì chứ? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy? Bà đừng có vô liêm sỉ như thế. Châu Bắc Thâm đúng là đồ khốn nạn. Vậy mà tớ cứ tưởng. Đừng mắng anh Thâm nữa. Anh Thâm làm tất cả vì tôi. Hôm nay tôi nói cho cô biết, quyến rũ người đàn ông đã có vợ, cô cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Cô và Châu Bắc Thâm đúng là cá mè một lứa, loại mèo mả gà đồng. Giang tiểu thư, tôi biết cô không muốn chấm dứt hợp tác với Châu Thị, nhưng quyết định của anh Thâm không thể thay đổi. Và còn bác sĩ Khương, tôi hy vọng cô sẽ không làm phiền anh Thâm. Ấy, ai thèm làm phiền anh Thâm của cô chứ? Trịnh tiểu thư, không phải ai cũng như cô thích quấy rầy Châu Bắc Thâm. Bác sĩ Khương, tôi không có ý gì khác cả, chỉ vì muốn tốt cho cô. Anh Thâm tính tình lạnh lùng, không thích tiếp xúc. Cô càng muốn tiếp cận anh ấy, càng khiến anh ấy ghét. Nếu cô cần giúp gì, hãy đến nói với tôi. Không cần, tôi không muốn liên quan gì đến anh ta. Tiểu Điềm, chúng ta đi. Ây à, sao cậu không để tớ mắng chết họ đi? Cậu có thấy bản mặt vênh váo mỗi lần mở miệng là á, tôi sẽ thay cô cầu xin Bắc Thâm ca ca. Cái quái gì vậy? Được rồi, cậu không cần phí lời với bọn họ. Bây giờ chúng ta đã biết sự thật rồi, không cần lãng phí thời gian cho tên Châu Bắc Thâm đó nữa. Tớ nghĩ ra một cách rồi, cậu về trước đi, cứ chờ tin tớ. Alo, anh cả, em muốn nhờ anh một việc được không? Tiểu Vãn, anh cả, anh đã liên lạc với phía Giang gia. Anh có thể giúp bên đó. Với lại, Châu Bắc Thâm đích thực từ lâu đã định thay thế Giang gia, yểm trợ cho Trịnh gia. Các em lần này vẫn còn may mắn đấy. Tệ thật, ban đầu em xin Châu Thị tiếp tục hợp tác với Giang gia được không? Vãn Vãn, em không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai. Liên hệ Giang gia, ký hợp đồng. Sao anh chuẩn bị nhanh vậy? Anh cả, anh làm việc có phải nhanh quá không? Ai bảo Vãn Vãn nhà chúng ta nhiều năm như vậy mới lần đầu nhờ giúp đỡ. Anh cả, hôm nay anh đã giúp em rất nhiều. Em mời anh bữa tối. Được. Anh đã liên lạc với Giang gia rồi, ngày mai có thể ký hợp đồng. Em yên tâm rồi chứ? Cảm ơn anh. Anh đúng là anh trai tốt. Bác sĩ Khương, không ngờ rằng lại gặp cô ở đây. Thật trùng hợp. Thật là trùng hợp. Cùng nhau dùng bữa đi.
càng đông càng vui mà. Thân phận cao quý như Châu Tổng, tôi nghĩ hai người nên đặt một phòng riêng. Anh Thâm, anh nghĩ ý kiến đó thế nào? Không vấn đề, tôi có thể. Bác sĩ Khương, anh Thâm không phản đối. Cô sẽ không từ chối chứ? Em nhớ là trước đây anh không thích đi ăn cùng người lạ. Anh thấy thế nào? Anh cũng không vấn đề. Không vấn đề, anh cả, anh muốn làm gì? Bác sĩ Khương, người bên cạnh cô là, hình như rất thân thiết với cô nhỉ? Sao cô không giới thiệu một chút? Anh ấy là Dư Thiểu, tân binh Tấn Thành, rất là tài giỏi. Châu Tổng quá khen rồi. Nếu so với anh, tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bác sĩ Khương, hóa ra Dư Tổng là bạn trai của cô à? Thảo nào trước đây cô không muốn tôi giới thiệu. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì? Cũng không cần phải nói. Với Trịnh tiểu thư chứ? Chúng ta đâu thân thiết. Xin lỗi, bác sĩ Khương, tôi không nên hỏi thêm. Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn. Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ không kết bạn với người mình không thích. Tôi đối với cô Trịnh không có hứng thú. Với Châu Tổng càng không có. Bác sĩ Khương, Duyệt Duyệt chỉ hồn nhiên nói vậy, không có ý gì xấu. Châu Tổng, tôi nhớ rằng anh vừa mới ly hôn đúng không? Dư Thiểu, từ khi nào lại lắm chuyện như vậy? Châu Tổng anh đừng giận. Tôi cũng chỉ giống như vị tiểu thư bên cạnh anh, chỉ hỏi tùy tiện thôi, không có ý xấu. Anh, vậy chúng ta đi thôi, để Châu Tổng và Trịnh tiểu thư có không gian riêng. Đi. Cô ta và Dư Thiểu này không thể là quan hệ tình cảm. Vậy thì Khương Vãn rốt cuộc muốn làm cái gì nhỉ? Châu Bắc Thâm thay đổi đối tác. Tên là Trịnh Gia, đó chính là gia đình cô gái bên cạnh, có phải không? Đúng. Cô gái đó đối với anh ta rất quan trọng. Ừm. Nhưng mà điều đó chẳng liên quan gì đến em. Dù sao thì cũng đã ly hôn lâu rồi, em không muốn liên quan gì đến họ nữa. Tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Ồ đúng rồi, ngày mai sẽ có một bữa tối từ thiện, anh cần một cô gái đi cùng. Em đi cùng anh nhé. Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà anh giúp em tìm một người chị dâu được không? Không thể lúc nào cũng bảo em đi cùng được. Cô gái quay mặt về phía trước, chàng trai nhìn một hồi lâu rồi cũng quay về phía trước. Cô gái Khương Vãn này chắc chắn đang giấu mình gì đó. Chủ tịch, trước đây anh đã yêu cầu tôi tìm vợ cũ của anh, tặng cho cô ấy ngôi nhà ở Thành Tây. Nhưng mà cái gì hả? Cô ta vẫn chưa hài lòng. Không phải là chưa hài lòng, mà là tôi không thể tìm ra tung tích của vợ anh. Ngô Tiêu, gần đây tôi rất không hài lòng với khả năng làm việc của cậu. Ngay cả một người phụ nữ ở quê cậu cũng tìm không được. Đó đều là lỗi của tôi. Xin chủ tịch trách phạt. Điều tra tiếp, nhất định phải tìm được. Tôi vẫn không tin người phụ nữ quê mùa vậy có thể chạy lên trời. Chàng trai nói xong liền tiếp tục làm việc. Sao vẫn còn chưa đi? Buổi tối mai có một bữa từ thiện, anh có tham gia không? Một chiếc xe sang trọng nhanh chóng đỗ lại. Từ trên xe một chàng trai khí chất bước xuống. Từ bên kia chiếc xe, một cô gái ăn mặc lộng lẫy đến bên chàng trai. Duyệt Duyệt, em nên ở nhà nghỉ ngơi, không nên ra ngoài. Nếu như em không đến, không biết có bao nhiêu phụ nữ sẽ ra sức để quyến rũ anh. Em phải để mắt những người xung quanh anh, không cho bọn họ có cơ hội. Em không sao đâu, anh Thâm. Em sẽ cùng anh đi dự tiệc, coi như ra ngoài giải khuây vậy. Đi thôi. BQ là một tạp chí danh tiếng như vậy, ngay cả Châu Bắc Thâm cũng không thể không đến. Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? Chào Chủ tịch Châu, tôi là tổng biên tập của BQ. Tôi họ Lý. Sự xuất hiện của anh chính là điểm sáng lung linh của bữa tiệc hôm nay. Vị này là, đây là em gái của tôi. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, tôi đã dành một chỗ ngồi tốt nhất ở hàng đầu tiên cho hai vị. Vậy nên, khi cuộc đấu giá từ thiện bắt đầu, anh có thể thấy rõ những gì trên sân khấu. Dư Thiểu, anh ta chính là người trong truyền thuyết đi lên từ tay trắng.
chỉ sau vài năm, đã lọt vào danh sách người giàu của Forbes. Chính anh ta, dung nhan và thần thái của cô gái bên cạnh, đó là một ngôi sao mới sao. Quả là xinh đẹp. Ngày thường thật khó để gặp được những nhân vật lớn này. Hôm nay mọi người đều ở đây. Xin chào Dư Tổng. Hoan nghênh anh đến đây. Tôi sẽ đưa anh vào chỗ ngồi. Được, vậy thì làm phiền anh rồi. Dư Tổng, anh có biết Châu Tổng không? Tất nhiên là tôi biết. Châu Bắc Thâm mà. Cả Tấn Thành này ai không biết anh ấy chứ? Nghe danh Dư Tổng từ lâu. Hôm nay mới có cơ hội gặp. Tại sao lại cảm giác như có mùi thuốc súng trong không khí nhỉ? Còn có mùi chua nữa. Không ổn rồi. Như này không ổn rồi. Mình đang bị mắc kẹt giữa hai ông lớn này. Thật ngột ngạt quá đi. Họ không nói chuyện. Mình cũng không dám nói. Anh, chúng ta đi vào trong trước đi. Buổi đấu giá từ thiện sắp bắt đầu thì phải. Vâng vâng vâng. Nó sắp bắt đầu rồi. Tôi đưa mọi người đến chỗ ngồi. Hãy cùng đi theo tôi. Lần lượt từng người đi theo người đàn ông dẫn đường, dần dần bước vào nơi sang trọng. Mời đi theo tôi. Những người trong bữa tiệc thấy người đàn ông cũng phải trầm trồ nhìn theo. Mời, mời hai vị. Cô gái mặc váy lấp lánh bước vào ghế ngồi, chàng trai kia cũng bước vào theo. Cũng không biết món đồ em tài trợ khi nào sẽ được đấu giá. Tô lão tiên sinh, đã lâu rồi chưa có tác phẩm mới nào được tung ra thị trường. Bức tranh đó của em chắc chắn là cuối cùng. Nhưng mà việc em quyên góp bức tranh của mình như vậy không có vấn đề gì chứ? Ông ấy là sư phụ của em, không lẽ sẽ đánh em? Hơn nữa, ông ấy đã cho em bức tranh rồi. Cũng đúng, em là đệ tử thân thiết của thầy. Ông ấy yêu thương em nhất. Cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Món đồ đầu tiên của chúng tôi là dây chuyền kim cương. Em chưa bao giờ quan tâm đến kim cương. Thích nó không? Ừm, thực ra 800 vạn. Chúc mừng Châu Tổng, đã ra giá 800 vạn. Tiếp theo là một đôi bông tai màu xanh hoàng gia. Giá khởi điểm là 5 triệu. 10 triệu. Anh, không phải em thích nó à? Anh em không có gì khác. Đôi bông tai này thực sự đẹp. Nhưng mà 10 triệu thì quá đáng quá. Dư Tổng có rất nhiều tiền. Người bình thường sẽ không dám dành nó. 10 triệu lần thứ nhất, 10 triệu lần thứ hai, 10 triệu lần, 20 triệu. 20 triệu, Châu Tổng. Anh thực sự thích đôi bông tai này à? Hay là đang cố tình giành của tôi? Cuộc đấu giá thuộc về người trả giá cao nhất. Anh không hiểu quy tắc à? Hơn nữa tôi muốn mua nó làm gì? Anh quản được sao? 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Anh, cái đó đúng là tốt, nhưng nó không đáng giá. Mua với giá 60 triệu, không phải là lãng phí sao? Em không thích nó à? Bỏ đi anh, em cũng không thích nó lắm. Chỉ là một chiếc bông tai, có hay không không sao. 60 triệu thành giao. Chúc mừng Châu Tổng, đã nhận được đôi bông tai xanh hoàng gia. Châu Tổng thực sự là người số 1 trong danh sách người giàu có. Anh ấy thậm chí còn không chớp mắt, bỏ ra 60 triệu để mua một đôi bông tai. Không ngờ anh Thâm lại mua những thứ quý giá như vậy tặng cho mình. Thật sự xin lỗi vị tiểu thư này. Bông tai này là dành cho quý cô bên đó. Ôi trời, món đồ 60 triệu, không ai dám chạm vào. Vậy mà nói tặng là tặng. Không đúng, cô gái này là bạn gái của Dư Thiểu mà. Tại sao Châu Tổng lại tặng cô ấy thứ đó thay vì tặng cho bạn gái của mình? Châu Tổng, vậy là có ý gì? Đúng rồi, Châu Tổng, cái này là có ý gì? Chỉ là một món quà nhỏ nhặt mà thôi. Cô đã cứu Duyệt Duyệt. Tính mạng của cô ấy quan trọng hơn nhiều so với những thứ này. Tôi đã được trả xứng đáng cho công sức của mình. Bông tai này, tôi xin không nhận. Bác sĩ Giang, cô lại từ chối tôi. Có phải muốn làm cho tôi mất mặt không? Châu Tổng, anh nói vậy là có ý gì? Chúng ta vốn không quen biết gì nhau. Vậy thì xin anh, đừng nói gì khiến mọi người hiểu lầm. Cũng đừng làm những hành động khó hiểu. Không quen biết nhau. Tốt. Rất rất tốt.
Cô gái này thật là to gan mà. Dám chọc giận cả Châu Bắc Thâm. Không biết người phụ nữ này và Châu Bắc Thâm có mối quan hệ gì. Thậm chí, cô ta còn dám công khai từ chối thẳng thừng. Xưa nay chưa có ai dám chọc tức Châu Bắc Thâm. Tôi e là cô gái này sẽ gặp xui xẻo. Sao tôi có cảm giác như Châu Tổng bị mất giá nhỉ? Ôi trời ạ! Vì cô ta đã cứu mình, nên mới tặng cho cô ta món quà đắt tiền như vậy. Anh Thâm, có thật sự như vậy không? Tại sao em càng ngày lại càng không thể hiểu anh? Châu Bắc Thâm, cậu nổi điên à? Nhìn thế này, cũng không phải là lần đầu cậu lên cơn. Nói tôi nghe, cô ấy là ai? Cô ấy là bác sĩ của Duyệt Duyệt. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta mỗi khi thấy tôi luôn có thái độ thù địch. Vậy nên, hãy điều tra giúp tôi. Tôi luôn cảm thấy thân phận của cô ta không đơn giản như vậy. Phải điều tra một cách cẩn thận. Có lẽ cô ta được ai đó cử đến tiếp cận cậu có mục đích. Sắp có chuyện vui rồi. Mọi người hãy im lặng. Món đấu giá tiếp theo này là một tác phẩm đích thực của Tô lão tiên sinh. Thầy Tô đã không còn bán đấu giá tranh của mình nữa. Đây, không thể là tranh của ông ấy được. Đúng. Sao ông dám nói dối và đem chúng ra đấu giá? Ông thực sự cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc hết sao? Các vị khách quý thân mến, bức tranh này thật sự là của thầy Tô, được tài trợ bởi một người ẩn danh. Bên đó hứa rằng đây là một bức tranh thật. Người đó nói nó là thật thì nó sẽ là thật. Ai tin chứ? Đúng vậy, người ẩn danh này rốt cuộc là ai? Đưa ra bằng chứng chứng minh là thật. Sao anh dám dùng tên thầy Tô để phát biểu chứ? Đấu giá tranh giả. Chúng tôi muốn xem. Rốt cuộc kẻ vô liêm sỉ này là ai? Người tài trợ tranh là tôi. Lại là cô. Người phụ nữ được Châu Bắc Thâm tặng bông tai. Bác sĩ Khương. Mặc dù ý định làm từ thiện của cô là rất tốt. Nhưng làm vậy có phần không phù hợp cho lắm. Dùng hàng giả để đánh lừa mọi người sẽ gây nhiều phẫn nộ đấy. Khương Vãn, tôi đang tự hỏi làm cách nào để khiến cô phải xấu hổ. Không ngờ cô lại tự mình chuốc lấy. Bức tranh thật hay giả còn chưa được xác minh. Cô đã bắt tôi phải nhận sai. Cô không thừa nhận cũng vô ích thôi. Ở đây, có rất nhiều fan của thầy Tô. Đối với tranh của ông ấy, hiểu rõ nhất. Cô từ chối nhận, thì cũng vô ích thôi. Hiện tại mọi người đều nghi ngờ bức tranh này là thật hay giả. Vậy chúng ta gọi người đến thẩm định, thật giả, tự khắc biết. Tôi đã liên hệ với người thẩm định. Vu đại sư sẽ đến sớm thôi. Vu đại sư đến rồi. Vu đại sư ngài đến rồi. Hãy đến đây xem bức tranh này. Thầy là người có thẩm quyền nhất. Hãy kiểm tra tính xác thực của bức tranh. Ừm, không khó. Cầu trời phù hộ cho dư thiểu tân binh Tấn Thành này đáng tin cậy. Dù sao lúc đó anh ta đã đứng ra đảm bảo. Chỉ sợ dư tổng cũng bị cô gái này lừa thôi. Đợi có kết quả thẩm định rồi, cô sẽ không còn đường nào chối cãi. Khương tiểu thư, tôi khuyên cô bây giờ hãy mau ra nhận sai. Có lẽ mọi người có thể tha thứ cho cô. Vỡ nở rồi, sẽ rất khó coi. Cô gái vênh mặt rồi bước lên hỏi chuyện. Vu đại sư, một bức tranh giả có cần xem lâu như vậy không? Ngài đã có kết quả thẩm định chưa? Vu đại sư, bức tranh này là giả có phải không? Bác sĩ Khương, bây giờ cô còn gì chối cãi nữa không? Cũng đã sắp có kết quả thẩm định rồi. Ồn ào. Cô, Vu đại sư, tính xác thực của bức tranh này, tôi tin rằng thầy đã có câu trả lời ở trong đầu rồi đúng không? Tác phẩm này đích thị là báu vật. Tuyệt đối không thể nào. Vị tiểu thư này, cô đang nghi ngờ năng lực của tôi phải không? Tôi không có ý đó, chỉ là thủ đoạn lừa đảo bây giờ cũng quá tinh vi rồi. Cô ta chỉ là một bác sĩ. Tác phẩm mới của Tô lão tiên sinh mua khó hơn vàng, không thể nằm trong tay cô ta được. Tại sao lại không thể được? À, đây là Vương Dục, đại đệ tử của Tô lão tiên sinh. Tôi thấy nói dối đã nghiêm trọng hơn rồi. Nếu vấn đề này được điều tra một cách rõ ràng, nếu bức tranh của Tô lão tiên sinh là giả, người phụ nữ này sẽ bị kiện rồi bỏ tù. Bác sĩ Khương, đã đến nước này rồi, cô vẫn giả vờ vô tội à? Hay có chuyện xảy ra em cũng không báo cho anh? Em nghĩ xem em có đang coi anh là anh trai không? Không phải anh đã nói với em sao? Dù có chuyện gì xảy ra, sư phụ và anh vĩnh viễn là chỗ dựa của em. Sư huynh, anh đừng giận nhé. Em không phải là sợ làm phiền anh sao? Và lại, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, em có thể tự xử lý được. Em gái tôi rất muốn làm từ thiện. Con bé mới lấy tranh được tặng làm vật đấu giá, không ngờ lại bị hiểu lầm thế này.
Vậy ra, cô ấy là đệ tử thân thiết của thầy Tô. Tôi đã nghe từ lâu rằng, thầy Tô đã thu nạp một đệ tử có năng khiếu trời ban. Thầy Tô sẽ đào tạo người đó thành người kế nhiệm. Chỉ là không ngờ rằng, hôm nay lại được gặp người thật ở đây. Đúng vậy, tôi không ngờ đối phương lại là nữ. Điều bất ngờ hơn nữa là, còn là người xinh đẹp như vậy. Hiểu lầm, đây thật sự chỉ là hiểu lầm. Hai vị, xin đừng để trong lòng. Chỉ một câu nói, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao. Cuối cùng ai đúng ai sai, rồi phải xử lý thế nào chứ? Có vẻ như vừa rồi chính cô nói mạnh miệng nhất. Ấy nếu không thì thế này, tùy vào cô. Vì trò hề vừa rồi của cô, nhận lỗi sai và xin lỗi em gái tôi. Nếu cô không xin lỗi, thì hãy mời vị tiểu thư này ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Tôi sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi bác sĩ Khương. Là tôi quá lo lắng cho cô. Tôi thực sự lo cô. Dùng tranh giả để lừa người, nhất thời căng thẳng nên đã không nghĩ nhiều. Tôi xin lỗi. Được rồi, bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Cuộc đấu giá của chúng ta tiếp tục. Thưa các vị, xin vui lòng trở lại chỗ ngồi. Mối hận ngày hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, sẽ tiếp tục cuộc đấu giá. Bác sĩ Khương, sau này tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Bức tranh đích thực của Tô lão tiên sinh mời đấu, không chỉ là một bác sĩ nổi tiếng thế giới, còn là đệ tử thân thiết của Tô lão tiên sinh. Bác sĩ Khương, thân thế của cô rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà tôi không biết? Cô ta không chỉ có nhiều bí mật, còn có khá nhiều người bảo vệ nữa. Này cậu cũng không cần phải bận tâm nữa. Được rồi, được rồi, chỉ đùa chút thôi mà. Tên cô ta là gì? Bác sĩ Khương, đại ca, tôi là đang hỏi tên, không hỏi nghề nghiệp. Tên cô ấy là gì? Không phải tôi không điều tra được sao? Ha ha ha, cũng có người cậu không điều tra được à? Được rồi, cứ yên tâm, tôi nhất định giúp cậu điều tra cô ấy bằng được. Nhờ cậu nhé. Vãn vãn, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, sẽ có một bữa tiệc, chỉ nhằm giao lưu. Nếu em muốn về nhà cứ gọi cho anh cứ đi làm việc đi. Ây à, ha ha ha. Hay à, ha 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 ha. Ấy 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 ấy, đi. He he. Thật không ngờ, ở Tấn Thành lại có người đẹp như vậy, hả? Tôi xin được tự giới thiệu, vị tiểu thư này, tại hạ Triệu Viễn Phương, hân hạnh làm quen. Xin lỗi, tôi không thích kết bạn. Ấy ấy, ha ha, tôi đã cho cô thể diện nhưng cô không cần. Vậy thì tôi đành làm theo cách của mình nhé. Làm ơn tránh đường. Sao nào, cô nghĩ sao tôi lại chơi đùa với phụ nữ mà không có chuẩn bị chứ? Chơi đùa với phụ nữ, lão tử đây chưa bao giờ thất bại. Chưa bao giờ. Ha. Ha ha ha. Mau uống nó đi, ha. Anh tránh ra. Ai y, ai ra. Ha ha ha. Có cá tính hả? Ha ha ha, tốt. Để tôi xem lúc cô nằm lên giường rồi, cô có còn gắt gỏng như vậy không? Giờ hãy ngoan ngoãn mà uống đi. Sau khi say ông đây sẽ ngủ với em. Cực kỳ là thoải mái. Ai y, buông ra, để tôi đi. Ôi da, đau đau đau. Kẻ nào không có mắt dám động, trần dạ. À đau 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 đau. Hoặc là mày tự đi, hoặc là tao tiễn mày đi. Triệu Thiểu, chọn một cái đi. Tôi tự đi. Tôi tự đi. Nhanh 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 ồ a yêu. A a. Cảm ơn, anh hùng cứu mỹ nhân. Điều nên làm, tôi tên Trần Dạ. Khương Vãn, hai người vừa bắt tay nhau thì chàng trai kia chạy đến nhìn thấy. Hăm. Chàng trai này tiến đến ghé vào tai cô gái. Lần sau gặp lại. Hai người cùng lúc đó liền rời đi. Nóng lòng muốn ra ngoài cứu người đẹp, người không cứu được thì thôi đi. Đằng này còn bỏ đi. Cậu bớt nói lại đi. Có phải là bỏ theo tôi đâu? Cậu giữ với tôi làm gì? Thế cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào giúp tôi à? Hai chàng trai nhìn về phía trước. Châu Bắc Thâm không ở nhà, lại đứng trước cửa thang máy nhìn mình làm gì? Anh ta không phải cố ý đứng đợi mình đấy chứ? Cô gái tránh chàng trai liền đi thang bộ. Chàng trai thấy vậy liền đuổi theo. Từ nay hãy tránh xa tên Trần Dạ đó ra. Hắn ta là một kẻ ăn chơi, hoàn toàn không phù hợp với cô. Châu Tổng, anh đây là đang hù dọa tôi sao?
Nếu không thì, ở đây, có người thứ ba à? Châu Tổng, anh dựa vào đâu nghĩ? Anh Trần không phải là người tốt. Tôi cảm thấy anh ấy khá tốt. Hơn nữa là, tôi qua lại với ai? Đó là việc riêng của tôi. Có liên quan gì đến anh? Dư Thiểu và Vương Dục coi như bỏ qua đi. Ngay cả Trần Dạ Cô cũng dây dưa vào. Anh hãy lo cho bản thân trước đi. Mình còn xui xẻo đến mức nào nữa đây? Hết chạm mặt Châu Bắc Thâm, lại đến mất điện cả tòa nhà. Châu Châu Tổng, anh mau nghĩ cách đi. Tôi hôm nay không muốn qua đêm ở đây đâu. Châu Bắc Thâm, anh bị sao vậy? Nhanh, nhanh gọi điện cho bên chung cư. Ồ, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Anh cẩn thận. Châu Bắc Thâm, anh không sao chứ? Châu Bắc Thâm, anh không phải sợ tôi chứ? Im miệng, anh ta thực sự sợ hãi. Không được, phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Nếu không Châu Bắc Thâm thế này, sẽ xảy ra chuyện mất. Châu Bắc Thâm, anh nghe tôi nói. Làm theo lời của tôi. Hít thở sâu. Hít, thở, đúng. Lại hít, thở. Từ từ bình tĩnh lại. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Điện thoại của anh đâu? Nếu anh không nói tôi tự tìm nhé. Cô chạm vào đâu vậy? Tôi không biết điện thoại của anh ở đâu. Hai người ngồi thụp trong bóng tối, chàng trai lấy điện thoại ra. Nhanh, gọi điện cho Ngô Tiêu. Điện thoại của anh sao cũng hết pin rồi. Ấy, Châu Bắc Thâm. Anh rốt cuộc bị sao vậy? Nói cho tôi biết đi. Người đàn ông khó thở thở hổn hển. Xảy ra chuyện gì? Không liên quan đến cô. Đúng là làm ơn mà mắc oán. Tốn công lo lắng cho anh ta. Cô, tại sao lại xa tôi như vậy? Anh quản làm gì? Cô đến gần tôi đi, tôi không. Đến gần tôi đi, tôi không. Cô lại gần đây đi. Tôi sẽ nói cô biết lý do. Cô gái nghe thấy vậy liền để chàng trai kéo tay cô xích lại gần. Gần thêm một chút. Tôi sợ tối. Ha ha ha, anh thực sự sợ bóng tối. Ha ha ha, anh đang đùa tôi phải không? Tôi sợ tối thật. Buồn cười đến vậy sao? Ha ha, đường đường Châu Tổng sợ tối. Nếu tin này truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người cười cơ chứ? Cô dám, anh dám hung dữ với tôi à? Tôi nói anh biết, anh bây giờ ở trước mặt tôi, chỉ là một chú mèo con yếu đuối. Tôi đang nắm trong tay bí mật của anh rồi. Cô định làm gì? Hay, tôi chỉ đùa anh chút thôi. Mặc dù tôi ghét anh, nhưng mà tôi không phải loại người lợi dụng người khác. Cuối cùng cũng thừa nhận, cô ghét tôi. Không sai, tôi chính là ghét anh. Vậy tôi đã làm gì không đúng? Đã đắc tội với cô. Anh đã xúc phạm tôi rất nhiều. Nếu như anh biết, người ở cùng một chỗ với anh lúc này chính là vợ cũ của anh, thì có lẽ chúng ta sẽ rất ghét nhau. Tôi đã không phải với cô chỗ nào. Anh đã đắc tội với tôi rất nhiều rồi. Ví dụ luôn đó là việc của Giang gia. Chắc hẳn anh đã sớm quyết định chấm dứt hợp tác với bên đó rồi. Tại sao lại làm như? Lỗi do tôi và Tiểu Điềm đã đắc tội với anh. Ngô Tiêu đã nói với cô rồi. Cô không nắm được thông tin đầy đủ sao? Không sai. Tôi đã muốn dừng hợp tác với nhà họ Giang từ rất lâu rồi. Châu Tổng thực sự là vì Trịnh Tiểu Thư. Có thể làm bất cứ điều gì. Cô không giống như vậy sao? Ở bên ngoài, cô là bác sĩ nổi tiếng thế giới. Bác sĩ Khương. Hơn nữa, lại còn là đệ tử thân thiết của ông Tô. Danh tính của cô, mỗi thân phận của cô, người bình thường có cố gắng cả đời cũng không thể có được. Cô còn không chấp nhận. Tôi còn nhiều hơn thế. Nhưng mà anh không biết. Nhưng mà nó có liên quan gì đến anh? Bác sĩ Khương, cô còn có bao nhiêu bí mật? Bỗng chốc đèn liền được bật sáng. Chủ tịch, xin lỗi, ở đây vừa bị mất điện. Tôi biết rồi. Hơ, hình như tôi đến không đúng lúc. Quấy rầy rồi. Chàng trai đưa bàn tay nhờ cô gái kéo dậy,
nhưng cô kéo mãi mà không được. Mãi chàng trai mới đứng dậy, cô gái liền lườm anh rồi đưa điện thoại. Cảm ơn. Cô gái bực bội không nói gì được liền đi theo. Có người gõ cửa phòng. Cô gái vừa ăn mì hộp vừa mở cửa ra. Trợ lý Ngô. Cửa nhà Châu Tổng ở đối diện. Anh đi nhầm rồi. Bác sĩ Khương. Châu Tổng bảo tôi mang cháo qua cho cô. Ăn khi còn nóng. Cô gái bất ngờ mà cầm lấy bát cháo. Không ngờ có một ngày được ăn cháo do Châu Bắc Thâm nấu. Ha, chết tiệt. Cô gái đang ngồi làm việc thì chàng trai này bước vào gõ lên bàn cô. Chào Trần Tổng. Anh tìm tôi có việc gì sao? Cứ gọi tôi là Trần Dạ. Tôi muốn mời cô cùng ăn một bữa cơm. Thật sự xin lỗi. Tôi có cuộc họp vào buổi trưa. Không có thời gian. Vậy tối nay cô có rảnh không? Trần Tổng, nếu anh có thắc mắc gì cứ nói với tôi. Những thứ như ăn uống, thật sự không cần thiết. Thế thì tôi sẽ nói thẳng. Bác sĩ Khương, đã có bạn trai chưa? Anh Trần Dạ, mặc dù trước đây, anh đã giúp tôi, nhưng tôi vẫn phải nói với anh. Tôi đối với anh không có hứng thú. Không quan trọng, dù phải mất bao nhiêu thời gian, tôi tin một ngày sẽ có thể lay động cô. Chàng trai rời đi, cô gái cũng nhìn theo. Bác sĩ Khương, có một bệnh nhân đến phòng cấp cứu, cứ một mực đòi cô phẫu thuật. Bệnh nhân thế nào rồi? Thực chất là chỉ bị chấn thương nhẹ, hoàn toàn không cần phẫu thuật. Các bác sĩ ở khoa cấp cứu đã giải thích cho họ rồi, nhưng gia đình bệnh nhân quá khó, nhất định không chịu. Tôi đến đó xem thử. Cô bác sĩ và y tá cùng nhau đi đến phòng bệnh. Cô chính là bác sĩ Khương phải không? Là bác sĩ phẫu thuật não giỏi nhất trên thế giới này có phải không? Là tôi. Nghe nói rằng có một bác sĩ phẫu thuật não rất giỏi ở bệnh viện Tân An. Thoạt nhìn qua cô cũng không quá giả. Bệnh nhân thế nào rồi? Đã chụp công ty chưa? Đưa tôi xem. Bệnh nhân chấn thương nhẹ, nhưng nhà họ đòi phẫu thuật. Tôi chỉ thấy những người không muốn phẫu thuật, chứ chưa từng gặp ai thích phẫu thuật như họ. Thực sự không có gì nghiêm trọng. Đừng lo lắng. Vấn đề của cậu không lớn lắm. Chỉ có vài vết bầm tím và chấn thương đầu nhẹ. Chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày. Ấy, như thế không được. Thằng bé nhìn như có vẻ ổn. Nhưng tôi nghĩ trong đầu của nó, chắc chắn đã bị xuất huyết. Thằng bé cần phải phẫu thuật. Cô là dì của bệnh nhân. Tôi là mẹ nó. Nó như thế này phải được phẫu thuật. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Tất cả các chỉ số của cậu ấy đều tốt hết. Không cần phải phẫu thuật. Tôi là mẹ nó. Tôi nói nó cần phẫu thuật. Nó cần phẫu thuật. Bác sĩ, cậu có chuyện gì? Có phải đang cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tôi không muốn phẫu thuật. Đừng đùa giỡn với bộ não của tôi. Cậu yên tâm. Vẫn còn có rất nhiều bệnh nhân đang đợi tôi phẫu thuật ở ngoài kia. Ấy ấy ấy. Cô không được đi. Cô đi rồi thì ai sẽ làm phẫu thuật cho con tôi? Ấy ấy, cô không được đi. Cô phải phẫu thuật cho thằng bé. Bà ở đâu ra đây? Dám động tay động chân với bác sĩ Khương của tôi. Người đàn ông nắm tay cô gái đi ra ngoài, người đàn bà cũng liếc nhìn theo. Tôi sắp có một ca phẫu thuật khác. Cô cố gắng an ủi người nhà. Nếu không được thì thông báo cho bộ phận y tế. Tốt nhất tránh gây rắc rối. Vâng, đi đi. Cô gái đi ra liền, một bó hoa được đưa đến, sau đó là chàng trai. Cô gái muốn rời đi thì bị chàng trai chặn đường. Ây! Cô xem, tôi vừa giúp cô một việc cao cả như vậy. Cô có thể cho tôi một đặc ân. Cùng nhau ăn bữa tối. Nói chuyện sau. Cô không cự tuyệt. Tôi coi như cô đồng ý rồi nhé. Tôi đợi cô. Rô. Đây không phải Châu Tổng sao? Đưa bạn gái đến bệnh viện. Khám thai hả? Anh Trần Dạ. Sao anh lại nói chúng tôi như vậy? Tôi và anh Thâm không có gì cả. Làm sao anh có thể nói tôi có thai? Châu Bắc Thâm. Tầm nhìn của anh thực sự kém mà. Tôi nghe nói anh đã vì người phụ nữ này mà ly hôn. Cũng đúng, vợ cũ anh là người ở quê lên. Tôi đoán anh không thích lắm. Nhưng người này thì tôi e là không đẹp bằng vợ cũ của anh. Duyệt Duyệt là em gái tôi. Nếu anh còn dám nói nhảm nữa, cẩn thận tôi đánh nát người anh. Anh đến đây để làm gì?
Người đàn ông chỉ vào miệng rồi giả vờ kéo ra. Tất nhiên là để theo đuổi người tình trong mộng của tôi. Bác sĩ Khương rồi. Tôi cảnh cáo anh. Tránh xa cô ấy ra. Tôi cảnh cáo anh. Tránh xa cô ấy ra. Châu Tổng, có phải tầm kiểm soát của anh đi quá xa rồi không? Việc tôi theo đuổi bác sĩ Khương có liên quan gì đến anh? Trần Dạ thực sự muốn theo đuổi bác sĩ Khương. Thái độ của anh Thâm đối với bác sĩ Khương cũng không bình thường. Rốt cuộc là tại sao hai người đàn ông xuất sắc như vậy đều vây quanh người phụ nữ đó? Anh cũng thích cô ấy, muốn cướp của tôi. Ai nói với anh tôi thích cô ấy? Nếu anh không thích cô ấy, vậy thì việc tôi theo đuổi cô ấy có liên quan gì đến anh? Anh Thâm, bác sĩ vẫn đang đợi. Chúng ta hãy đi kiểm tra trước. Chàng trai liếc xéo người đối diện rồi đi qua hất mạnh vào vai. Hai người đến gặp bác sĩ. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Tình hình hiện tại của cô? Mọi chuyện vẫn ổn, nhưng cũng đừng quá bất cẩn. Giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ. Anh Thâm, may quá không sao. Em thực sự sợ nó tái phát. Chàng trai ngoảnh mặt đi nơi khác, cô gái nhìn theo. Anh Thâm, anh có nghe em nói không? À, bác sĩ, vừa nói cái gì thế? Bác sĩ bảo, không sao rồi. À. Vậy tốt rồi. Anh Thâm không quan tâm đến cơ thể của mình sao? Nhưng anh ấy đã cùng mình đi kiểm tra. Anh ấy thậm chí còn bị phân tâm. Không biết lý do tại sao. Mình luôn có một cảm giác. Anh ấy đang nghĩ về bác sĩ Khương. Chàng trai lẳng lặng rời đi, cô gái nhìn rồi đi theo. Anh Thâm. Anh sẽ nhờ tài xế đưa em về trước. Anh có việc bận. Anh đi trước. Ừm vâng, chàng trai đi trước, cô gái buồn rồi cũng đi ngược lại. Người đàn ông cầm hoa dựa vào tường chờ đợi, cô bác sĩ xinh đẹp bước từ phòng phẫu thuật ra, gương mặt mệt mỏi đi đến. Mệt lắm phải không? Cô chuẩn bị đi. Tôi sẽ đãi cô một bữa thịnh soạn. Hoa đẹp và mỹ nữ. Tặng cho cô. Hoa hồng này có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi không thể nhận được. Vậy thôi quên nó đi. Tôi đãi cô một bữa được không? Chẳng phải tốn công tôi đợi cô hàng giờ sao? Anh thực sự đã đợi lâu vậy à? Cô không cần lo cho tôi. Đi thôi, tôi mời cô đi ăn. Trần Tổng, cô ấy thậm chí còn chưa đồng ý với anh. Xin hãy tự trọng, Châu Tổng. Không phải anh vừa nói là anh có việc phải đi sao? Làm sao vậy? Khó chịu khi tôi gặp bác sĩ Khương nên bỏ rơi bạn gái của mình, tự mình chạy lại đây sao? Châu Bắc Thâm, đứng núi này thì đừng trông núi nọ. Không hay đâu. Anh không thể quản tôi. Bác sĩ Khương, bữa ăn của đàn ông không ngon đâu. Không kể chỉ là một bữa ăn thôi, dù anh có theo đuổi bác sĩ Khương cũng phải theo nguyên tắc xem ai đến trước chứ. Là tôi đến trước. Cô đi với ai? Tôi. Cô gái nhìn hai chàng trai. Bác sĩ Khương, chiều nay em trai bị tai nạn kia của cô. Đã xảy ra chuyện gì thế? Sau khi cô đi chiều nay, người mẹ nhất quyết đòi phải xuất viện. Chúng tôi không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Kết quả, tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ trung tâm cấp cứu. Nói rằng cậu ta là bệnh nhân của một bệnh viện tư, chảy máu nhiều khi phẫu thuật. Chúng tôi yêu cầu thông tin chính xác mới biết đó là em trai đó. Tại sao lại có một người mẹ như vậy? Bây giờ bà ấy ở đâu? Vẫn đang trên đường đến đây. Bác sĩ trên xe cứu thương nói, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Hãy bảo phòng dự trữ máu, thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị. Tôi sẽ đến đó ngay. Trần Tổng, hôm nay tôi thực sự không có thời gian ăn tối với anh được rồi. Để lần tới. Không sao, cô đi đi. Tôi có rất nhiều thời gian. Cô gái nhìn hai chàng trai rồi quay người bước đi. Hai chàng trai cũng nhìn theo. Châu Tổng, lần này tôi thắng rồi. Trần Tổng, anh vẫn chưa hiểu gì sao? Sau này cùng nhau ăn tối, chỉ là không có tương lai. Hai người chúng ta, cô ấy đều không muốn. Chàng trai áo đen rời đi, để lại chàng trai ôm hoa tự mình suy nghĩ. Bệnh nhân được các bác đẩy đi thật nhanh. Đồ bác sĩ trái tim đen tối. Nếu không phải mày từ chối phẫu thuật cho con trai tao, chúng tao cũng sẽ không chuyển đi phẫu thuật ở bệnh viện khác. Con trai tao cũng đã không có chuyện. Nếu con trai tao có mệnh hệ gì, mày không xong với tao đâu. Bà buông ra. Mày đã làm tổn thương con tao thế này, tao không bao giờ tha cho mày đâu. Bà bị làm sao vậy? Con trai của bà không cần phẫu thuật gì cả. Chính bà đã đưa thằng bé đi ra khỏi bệnh viện. Bây giờ có chuyện bà không tự nghĩ lại, còn đổ lỗi cho chúng tôi. Tao mặc kệ.
con trai tao bị như bây giờ đều là tại nó. Mày phải đền mạng cho con trai tao. Chết đi, bệnh nhân cũng đã đến rồi. Đừng lãng phí thời gian phẫu thuật của tôi. Bỏ tay ra. Đau 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 à. Vì bà là mẹ của bệnh nhân, tôi hiểu tâm trạng lo lắng của bà bây giờ. Nhưng nếu bà không tôn trọng tôi lần nữa, thì bệnh nhân này cũng không thể sống sót. Cô gái lườm người phụ nữ rồi ra hiệu cho y tá đẩy bệnh nhân đi. Ấy, nếu không phải cô không chịu cứu, thì bây giờ thằng bé làm sao lại bị thế này, hả? Làm sao lại bị thế này, hả? Tôi nói lại lần nữa, buông ra, tôi không buông, tôi không đồng ý. Cô không thể làm phẫu thuật cho thằng bé, thằng nhãi danh này, sao nó vẫn chưa chết? Nếu có bệnh viện này chịu trách nhiệm, tôi sẽ không giết ai cả, phải quay lại đây, chỉ cần trì hoãn thời gian, không cho phẫu thuật. Tôi không tin rằng thằng nhãi này vẫn có thể sống được. Đồ bác sĩ lòng dạ đen tối, nếu cô dám làm phẫu thuật mà không được sự cho phép của tôi nói cho cô biết, cô không xong với tôi đâu. Vậy sao? Tôi cũng muốn xem ai dám gây rắc rối trong bệnh viện. Cô cứu người trước, ở đây để cho tôi. Cảm ơn anh nha. Ấy, cô không được đi. Bỏ tay ra. Không thể để cô ta phẫu thuật cho con trai tôi. Cô ta sẽ giết chết con trai tôi mất. À, bà có chắc cô ấy muốn giết con trai bà không? Cô ấy, hay là bà, cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Nó là con trai tôi, làm sao tôi có thể làm hại con trai mình được? Nếu đã không muốn vậy, thì đứng đợi ở đây, cho đến khi phẫu thuật kết thúc. Phía sau hai người, một người phụ nữ lôi điện thoại ra đăng bài quay trộm rồi bỏ đi. Hai người đứng chờ trước phòng phẫu thuật, y tá bước ra. Người nhà có đây không? À có. Con trai tôi chết rồi à? Ăn nói kiểu gì vậy? Bác sĩ của chúng tôi phẫu thuật, đến thần chết cũng phải thả người. Đừng lo lắng, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân cũng đã được cứu sống rồi. Chỉ cần thanh toán chi phí cho bệnh viện. Cái gì? Nó vẫn chưa chết sao? Phải thanh toán viện phí sao? Không có tiền. Nó bị bác sĩ Khương các người hãm hại. Cô ta phải chịu trách nhiệm với con tôi. Vậy sao? Cô không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi nói cho cô biết, con trai tôi vẫn còn chưa lấy vợ. Cô phải chịu trách nhiệm với thằng bé. Cô phải bồi thường nỗi đau tinh thần của con trai tôi, thanh toán viện phí các kiểu. Nếu không thì không xong đâu. Cô gái mặc kệ người đàn bà mà bước đi nhưng liền ngất xỉu tại chỗ. Chàng trai ôm đỡ lấy cô gái. Không sao chứ? Tôi trải qua ca phẫu thuật dài 7 tiếng rồi. Anh vẫn chưa rời đi à? Nếu bà còn dám đứng đây nói nhảm, tôi sẽ khiến bà không thể ở lại Tấn Thành. Tôi biết rồi. Toàn bộ Tấn Thành đều sợ Châu Tổng. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hãy quên đi. Nhưng mà nếu cô ta đối với con tôi không đền đáp nó tử tế, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Bác sĩ Khương, tôi đưa cô về nhà. Đi. Chàng trai đưa cô gái đi. Đi thôi. Nào Khương tiểu thư. Được rồi. Đã sẵn sàng chưa? Chúng ta xuất phát thôi. Chàng trai đóng cửa xe đi vòng sang ghế lái ngồi vào, mỉm cười nhìn cô gái. Sao anh còn ở bệnh viện muộn như vậy? Trịnh tiểu thư, lại cảm thấy khó chịu thì sao? Hôm nay tôi đã giúp cô 2 lần. Không có gì muốn nói với tôi sao? Cảm ơn anh. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, cũng được thôi. Vậy thì cô, bữa tối của Trần Dạ, thay thành mời tôi. Châu Tổng, anh đúng thật là thô lỗ mà. Vậy là cô đã đồng ý rồi. Ngày mai, tôi sẽ đón cô. Rồi sau đó, hãy tránh xa Trần Dạ ra. Anh ta ở gần cô. Thật sự không tốt chút nào. Người đàn ông ngắm cô gái ngủ rồi mỉm cười. Được rồi. Cô gái soi gương chỉnh trang lại trang phục thì có cuộc gọi đến. Chuyện gì vậy? Cậu còn biết trả lời điện thoại à? Có chuyện lớn xảy ra cậu biết không? Hôm qua tớ có một ca phẫu thuật dài, điện thoại bị tắt rồi. Chuyện gì vậy? Bây giờ cậu nhanh chóng bật điện thoại di động lên mạng xem bệnh nhân đó đã quay lén cậu, còn bóp méo sự thật để mắng chửi cậu. Toàn mạng xã hội phát điên rồi, tất cả đều đang cố giết cậu.
Cô gái rửa xong lau tay vào khăn rồi cầm điện thoại lên. Người mẹ này ban đầu đưa con trai của mình đến bệnh viện Tấn An yêu cầu phẫu thuật. Nhưng bà đã bị bác sĩ Khương từ chối. Người mẹ này đang nóng lòng cứu con mình, vì vậy đã đưa đến một bệnh viện tư không đáng tin ở Tĩnh An. Kết quả là bệnh viện đó trình độ không tốt, gây xuất huyết khi phẫu thuật. Nữ bác sĩ này ác quá, lười biếng không muốn tăng ca, cô ta từ chối phẫu thuật. Chuyện ngoài lề, không ai ở đây thấy rằng bác sĩ Khương này rất đẹp sao? Cậu đi chết đi, cậu không sợ một ngày nào đó gia đình mình gặp một bác sĩ như vậy à? Mọi người có để ý không? Bác sĩ Khương này là phó giám đốc, chắc chắn có điều mờ ám trong đó. Tin tức này đang khá phổ biến đấy. Hay là mấy ngày tới cậu đừng tới bệnh viện. Không được, đứa trẻ đó hôm qua vừa qua cơn nguy kịch, tớ không biết hôm nay như thế nào rồi. Tớ phải đi xem, lỡ như Đông Phương Phương có đến gây sự, chỉ cần đưa bà ta đi là xong. Không được rồi, cậu nhớ giữ an toàn nhé. Ấy, mọi người đến nhìn xem, người phụ nữ này chính là bác sĩ Khương tận tâm đấy. Cô ta gần như đã giết con tôi, bây giờ cô ta thực sự bắt nạt người khác. Hóa ra là cô ấy. Tôi không ngờ tuổi còn trẻ như vậy. Không biết đứa trẻ còn sống hay không ạ. Nếu nó không còn sống thì bắt cô đền mạng cũng không quá. Phải, phóng viên bao quanh cô gái. Chiếc xe sang chậm rãi dừng lại, người bảo vệ liền mở cửa ra. Bên trong chàng trai ăn mặc sang trọng bước ra tiến vào tòa nhà. Tất cả tránh hết ra. Đừng quan tâm những lời họ nói về cô. Thậm chí họ còn không biết sự thật. Không sao đâu. Tôi không ngu đến vậy đâu. Nếu dư luận bên ngoài có thể dễ dàng tác động đến tôi như vậy, tôi đã không có được ngày hôm nay. Bác sĩ Khương là một bác sĩ, cô từ chối phẫu thuật cho bệnh nhân. Cô nghĩ mình có vô đạo đức quá không? Một số người nói rằng cô có được vị trí của mình thông qua cửa sau. Cô có thể vui lòng giải thích được không? Đứa trẻ đó chỉ là một thiếu niên. Ai nói với anh rằng đứa trẻ ấy đã chết? Trường hợp không phải vậy sao? Không nói đến xuất huyết nặng, như vậy vẫn cứu được sao? Làm anh thất vọng rồi. Tôi đã cứu được đứa trẻ đó. Không hề chết. Như nhà báo nói, anh thậm chí còn không tìm hiểu được sự thật cơ bản nhất. Tôi khuyên anh về nhà sớm, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Đưa những kẻ gây rối này ra khỏi đây cho tôi. Xin các vị phóng viên, các cô hãy nghĩ cho hoàn cảnh chúng tôi hiện giờ. Chính là vị bác sĩ tâm địa độc ác này, bác sĩ Khương. Cô ta từ chối phẫu thuật cho con tôi, không còn cách nào đành phải chuyển viện. Kết quả là chuyện đó đã xảy ra. Mọi người nhất định phải làm chủ cho con trai của tôi. Chị ơi đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ giúp chị. Ngay cả khi đuổi chúng tôi đi, cũng không thể chặn miệng chúng tôi đâu. Ừ hích hích. Chàng trai kia vỗ tay bước đến. Thực sự là một buổi biểu diễn lớn. Cậu vẫn giúp bác sĩ Khương nói chuyện. Anh ta suýt thì giết chết một đứa trẻ đấy, hu hu hu. Tôi cũng không nói thay ai cả. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đông Phương Phương, 45 tuổi. Thất nghiệp. Cậu bé vừa mới được phẫu thuật. Không phải con ruột của bà, mà là một đứa con riêng. Con riêng cũng là con trai, tôi nói cũng không sai. Cậu chỉ muốn bảo vệ bác sĩ Khương, trốn tránh trách nhiệm. Bà không thích con riêng chút nào. Có đúng không? Nhiều lần bà đã nói với rằng ước gì cậu ấy chết sớm. Thấy tai nạn không giết chết được cậu ấy, nên đã để bác sĩ phẫu thuật sọ não, nhằm muốn giết chết cậu ấy trên bàn mổ, đúng không? Không chỉ đứa con riêng phiền phức này có thể biến mất, mà bà cũng có thể nhân cơ hội này để tống tiền bệnh viện. Tôi nói vậy không sai chứ? Cậu đừng có nói nhảm. Tôi đang nói chuyện vớ vẩn à? Cảnh sát chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra. Nhưng tôi phải nhắc nhở bà, những gì bà đã làm ở phòng cấp cứu, những điều đang làm, tất cả đều đã được ghi lại. Bà nghĩ mình có thể tự thay đen đổi trắng bằng vài từ sao? Hai người áo đen từ ngoài bước vào túm lấy người đàn bà. Đi theo chúng tôi. Đồng chí cảnh sát ơi, tôi bị oan. Tôi bị oan. Bác sĩ Khương đừng lo lắng. Tôi đảm bảo họ sẽ cung cấp cho cô báo cáo chính xác nhất. Cảm ơn anh nhé. Ân huệ lần này tôi sẽ ghi nhớ. Không có chi, cứ coi như một món quà gặp gỡ của tôi. Ban đầu tôi muốn mời cô đi ăn tối nay. Có vẻ tối nay không được rồi. Để tôi đưa cô về nhà trước. Anh ấy vừa giúp mình rất nhiều. Thật sự không được hay. Nếu từ chối một điều nhỏ như vậy, đúng là không tốt. Được, vậy làm phiền anh. Châu Tổng, hôm nay, cảm ơn anh đã đến. Trời cũng đã muộn rồi. Anh cũng nên về sớm đi. Hai ngày trước, cô đã giúp tôi ở cầu thang. Hôm nay, để tôi giúp cô lần này. Hôm nay cái này,
được coi như rõ ràng. Tôi nói đúng mà. Châu Bắc Thâm, sao có thể xuất hiện đúng lúc như vậy? Hóa ra là để báo đáp công ơn. Vậy cảm ơn lòng tốt của anh. Đi thôi, đừng nói nữa. Chàng trai áo nâu liền kéo cô gái đi. Chủ tịch, người phụ nữ mà anh bảo tôi điều tra đã tìm ra rồi. Tôi nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ nghĩ được người phụ nữ đó độc ác thế nào. Không cần nữa, quá muộn rồi. Tôi xin lỗi, chủ tịch, có người cố tình đâm sau lưng anh, vì vậy bị mất một khoảng thời gian. Sau lưng? Có vẻ như tên khốn Trần Dạ đó làm như vậy để khoe khoang trước mặt bác sĩ Khương. Thực sự làm bất cứ điều gì có thể. Thông tin này phải làm gì ạ? Gửi đến đồn cảnh sát. Hai người một nam một nữ bước xuống từ chiếc xe mui Trần, đi đến đối diện nhau. Hôm nay, cảm ơn anh. Cô đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi. Thực sự không cần lịch sự thế đâu. Hôm khác, nhớ đãi tôi bữa cơm nhé. Đây là điều cô đã hứa với tôi. Được, tôi nhớ rồi. Cô về đi. Ấy, bác sĩ Khương. Tôi đã gọi đồ ăn cho cô. Chút nữa cô nhớ ăn nhé. Anh đừng lo. Tôi sẽ không lãng phí thức ăn đâu. Chàng trai gật đầu rồi tựa vào xe nhìn cô gái. Bỗng một chiếc xe sang trọng khác tiến đến. Chàng trai đứng dậy. Từ trong xe chàng trai áo xanh bước ra, hai người đứng đối diện nhau. Theo đuổi cô ấy. Là anh cố ý. Không sai, là tôi cố tình làm vậy. Có thể làm anh Châu Bắc Thâm đối xử đặc biệt với một người. Thực sự rất lạ. Hãy so sánh xem ai có thể có được cô ấy. Cô ấy là người, không phải công cụ để tranh giành. Cẩn thận đấy, tôi ngưỡng mộ cô ấy, là sự thật. Châu Tổng, dù thế nào đi nữa, người thắng hôm nay cũng là tôi. Tôi cảnh báo cậu, tránh xa cô ấy ra. Cửa chưa đóng, đèn cũng không sáng, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Chàng trai thấy vậy liền đẩy cửa vào. Cô gái ôm bụng đau nằm trên giường, vẻ mặt đau đớn, chàng trai lo lắng bước đến sờ chán cô. Chuyện gì vậy? Cô bị đau ở đâu? Đau bụng. Nhà cô có thuốc không? Thật xui xẻo, tôi đã uống hết rồi. Anh có thể. Mình biết Châu Bắc Thâm sẽ không phải là người tốt thật mà. Anh ấy không động vào vết thương là may rồi. Giúp mình đi mua thuốc có mà điên. Cô gái vẻ mặt đau đớn ôm bụng ngồi dậy. Chàng trai bước vào thấy cô suýt ngã liền ôm lấy. Cô đã đau như vậy mà còn chạy lung tung. Nhà tôi không có thuốc đau dạ dày, chỉ có thuốc giảm đau. Cô đợi tôi một chút nhé. Chàng trai đổ thuốc ra tay rồi mở bàn tay cô gái ra đặt thuốc vào. Cô uống đi. Ấy, nước. Cô gái uống thuốc mặt nhăn nhó. Dù bị đau bụng, nhưng vẫn không ăn đúng giờ. Tôi nhìn vào cô, cảm thấy như mình đã sống rất lâu vậy. Làm như tôi không muốn vậy. Một ca phẫu thuật của tôi thường mất từ 7 đến 8 giờ đồng hồ. Tôi không thể ra ngoài ăn, rồi quay lại làm việc như vậy được. Thật đáng sợ. Tôi gặp lại Đông Phương Phương sau giờ làm việc. Vậy nên quên ăn luôn. Chàng trai giơ tay tính xoa bụng cho cô gái liền khựng lại. Hăm, cái đó. Cô đã thấy khỏe hơn chưa? Tốt hơn rồi. Anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Giờ cũng sắp muộn rồi. À, tôi vừa mới giúp cho cô. Cô lập tức quay lưng lại muốn đuổi tôi đi. Cô vậy. Tôi mở cửa. Tôi mở. Chàng trai để cô gái ngồi lại giường đứng dậy đi mở cửa. Xin chào, đây là món ăn ông Trần đã đặt ạ. Chàng trai nhìn hộp đồ ăn rồi đưa tay nhận lấy, nhìn vào ghi chú. Chàng trai đặt mạnh hộp đồ ăn lên bàn, cô gái đưa tay lấy liền bị giữ lại, hai người giằng co qua lại, chàng trai cầm về phía mình. Sau này đừng ăn những thứ độc hại như vậy, một cách bừa bãi. Nó không tốt đâu, ăn một ít cũng không sao đâu. Tôi không kén chọn. Cô thích những cái này. Cô thích Trần Dạ không? Chúng tôi chỉ mới quen được 2-3 ngày thôi. Không thể nói có thích hay không được.
Tôi đã nói rồi. Hãy tránh xa cậu ta ra. Cô nghe không hiểu sao. Người đàn ông nghe tiếng động phía sau liền đứng dậy, anh cầm một bát cháo khuấy đều. Sau này cô bị đau bụng thì nên ăn thứ này. Vậy thì, ngày mai tôi sẽ ăn phần của Trần Tổng. Cô gái mỉm cười đắc ý, chàng trai bực mình liền bỏ bát xuống, cô gái còn đang há miệng cũng đứng hình theo, chàng trai nhìn cô gái nhanh tay mở hộp đồ ăn ra. Tại sao anh lại ăn đồ của tôi? Tôi đã giúp cô rất nhiều như vậy. Ăn chút đồ ăn của cô. Cũng không được sao? Được thôi, anh muốn thì ăn đi. Chàng trai cầm đũa gắp thử một miếng liền đặt đũa xuống, đóng nắp hộp rồi vứt đi. Thật khó ăn. Anh còn chuyện gì không? Nếu không còn gì, thì khi nào anh ấy rời đi? Giờ tôi quay về. Cô. Chuyện gì? Tôi thật sự muốn biết. Tại sao cô lại ghét tôi như vậy? Bỏ đi. Ngày mai nói chuyện tiếp. Chàng trai rời đi, cô gái cầm điện thoại lên nghe. Anh cả. Anh cũng đã xem tin tức trên mạng rồi. Không sao chứ. Em không sao. Anh đừng lo cho em. Chỉ là tốc độ xảy ra của chuyện này không giống một người phụ nữ bình thường làm. Chỉ truyền tiếp ngẫu nhiên 2-3 video là đã có thể đạt được. Vậy để anh kiểm tra cho em. Nếu như đằng sau vấn đề này có người khác đang cố tình hành động, anh sẽ nói cho em nghe. Cảm ơn anh. Chuyện gì mà anh vội vàng qua tìm tôi như vậy? Không phải anh nhờ tôi kiểm tra giúp thông tin của bác sĩ Khương sao? Có tin tức rồi. Mới qua báo cho anh biết. Thông tin về danh tính của bác sĩ Khương ở Trung Quốc khá là thú vị đấy. Anh sẽ không bao giờ đoán được. Nói trọng tâm. Cái bác sĩ Khương này tên là Khương Vãn. Lớn lên ở một nơi tên là làng Sao Hoa ở Tấn Thành. Nhưng anh đừng nghĩ đó chỉ là một ngôi làng. Khi còn nhỏ đã là học sinh giỏi. Người đàn ông đứng dậy đổi chỗ. Ở đây tôi phát hiện cô ấy học vượt từ nhỏ. Tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 22. Sau đó ra nước ngoài học 2 năm. Sau đó thì quay lại đây. Tên là Khương Vãn. Khương Vãn. Sao cái tên này lại nghe quen như vậy nhỉ? Nhưng mà tại sao mình không thể nhớ đã nghe nó ở đâu? Sau khi về Trung Quốc thì cô ấy không có việc làm. Cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Anh nghĩ cô ấy đã làm gì? Cô ấy đi kết hôn, ha ha. Không phải anh. Nghe cô ấy đã kết hôn mà không có phản ứng gì vậy. Tôi nên phản ứng như thế nào đây? Anh không thất vọng sao? Nhưng anh đừng đánh mất niềm tin. Mặc dù cô ấy đã kết hôn, nhưng tôi phát hiện ra cô ấy đã ly hôn được một thời gian rồi. Cô ấy đã ly hôn một thời gian rồi. Hi hi hi. Nhìn anh có phản ứng như vậy, tôi còn tưởng rằng anh không quan tâm đấy. Sao cô ấy lại ly hôn? Tôi làm sao biết tại sao cô ấy ly hôn? Cục nội vụ cho biết cô ấy đã ly hôn. Tôi có thể kiểm tra được cái này là rất tốt rồi. Vậy cô ấy đã kết hôn với ai? Ấy, vấn đề chính là nằm ở đây. Người đàn ông cô ấy đã kết hôn, tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nhận dạng nào cả. Thân phận của người đó chắc chắn không đơn giản. Bất kể danh tính của người đó có là gì, phải tìm bằng được anh ta. Người đàn ông búng ta rồi rời đi. Chàng trai hai tay bê đồ ăn dùng khuỷu tay gõ cửa. Cô đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Ây, cô gái nhìn chán trường rồi quay lại đóng cửa. Cô bước đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Đây. Ăn khi còn nóng. Anh đặc biệt mang cho tôi bữa sáng sao? Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ là muốn ăn nhiều hơn nên đã gọi thừa ra thôi. Tôi cũng không ngờ Châu Tổng lại tốt bụng như vậy. Chính xác mà nói, Tôi ấy luôn tốt nhất mà. Chàng trai đưa, cô gái liền cầm lấy chiếc bánh. Châu Tổng, anh cứ đến tìm tôi sớm như vậy, không đi cùng Trịnh Tiểu Thư. Anh không sợ Trịnh Tiểu Thư sẽ ghen à? Tôi và Duyệt Duyệt không phải mối quan hệ như vậy. Cô ấy chỉ là em gái của tôi. Châu Tổng, có thể anh nghĩ như vậy, nhưng mà Trịnh Tiểu Thư, cô ấy có coi anh như anh trai không? Còn nữa, anh có biết cô ấy thực sự là người như thế nào không?
trái tim cô ấy và những gì cô ấy đang nghĩ. Cô gái hất mạnh chiếc thìa vào bát, chàng trai nhìn sang đan hai tay vào. Tôi đã no rồi. Tôi cần thay quần áo và đến bệnh viện. Châu Tổng, xin thứ lỗi cho tôi. Sao anh vẫn còn chưa rời đi? Tôi đưa cô đến bệnh viện. Châu Tổng, tôi là đang đi làm, không phải trường mẫu giáo, không cần người khác đưa đi. Cô không cần phải quá cảnh giác với tôi như vậy. Cô nghĩ tất cả mọi người đều giống như chồng cũ của cô sao? Tổn thương cô và không biết trân trọng cô. Anh ấy có biết chuyện ly hôn của mình không vậy? Ừm, không sai. Chính là vì tên khốn cha năm đó. Tôi đến bây giờ chưa có hứng thú với đàn ông. Anh ta thực sự tổn thương cô. Đó là một cơn ác mộng. Kết hôn 2 năm. Từ kết hôn đến ly hôn đều được xử lý bởi trợ lý. Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Anh có nghĩ anh ấy là một tên khốn không? Đó là ai? Chuyện cũng đã xảy ra từ rất lâu. Nói đến chuyện này cũng chẳng có ích gì. Tôi từ bây giờ trở đi không muốn có liên hệ gì với anh ta hết. Kẻ cặn bã. Không cần phải thương xót những người như vậy. Cô đồng ý. Tôi giúp cô. Cô gái mỉm cười đắc ý, tay kéo vạt áo chàng trai lại gần. Châu Tổng, anh sẽ không thấy tôi ly hôn rồi muốn đuổi theo tôi chứ? Cô đừng nghĩ quá nhiều. Tôi làm điều đó vì mục đích trả ơn cho Duyệt Duyệt thôi. Cô nghĩ lại xem. Bệnh tình Duyệt Duyệt hiện tại không phải không ổn định sao? Không phải sau đó tôi phải chăm sóc tận tình bác sĩ của cô ấy sao? Vậy thì được thôi, dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến anh. Hơn nữa, tôi ghét nhất là người họ Châu. Anh không muốn đi cũng không sao, lát nữa nếu anh muốn ra ngoài, nhớ đóng cửa giúp tôi nhé. Cô gái rời đi, chàng trai ở lại một mình với tay cầm lấy chiếc bánh trên bàn ăn một miếng rồi cũng đi ra ngoài. Đông Phương Phương là mẹ con. Có lẽ bà ấy thực sự không ghét con. Những tin nhắn trên mạng kia, thật sự là bà ta không phải mẹ tôi mất từ lâu rồi. Tên nhóc con phải tự tay đưa bà ấy vào tù sao? Nếu bà ta không làm gì cả, thì tất nhiên bà ta sẽ không vào tù. Lỡ bà ta làm gì đó thì sao? Có xứng đáng vào không? Bố là bố con, bố thậm chí không quan tâm con sống hay chết, bố còn muốn con tha thứ cho Đông Phương Phương. Hả? Nếu có sự lựa chọn, con sẽ không bao giờ chọn bố làm bố. Đứa con bất hiếu. Cậu ta vừa tỉnh, ông đã muốn đánh gục lần nữa sao? Tôi dạy dỗ con trai của mình, có liên quan gì đến bác sĩ như cô? Cậu ấy là bệnh nhân của tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy. Nếu ông còn gây rối, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Ông không lo lắng cuộc sống của con trai ông, nhưng mà tôi lo cho tính mạng của bệnh nhân. Được được được. Cô chịu trách nhiệm phải không? Vậy cô có khả năng chịu trách nhiệm đến cùng không? Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ không trả một xu viện phí nào cho nó hết. Còn mày đúng là một đứa con bất hiếu. Mày đủ lông đủ cánh rồi phải không? Nếu mày có thể thì đừng quay lại ngôi nhà đó, để cô ta nâng đỡ mày suốt đời. Ông! Cậu vẫn không sao chứ? Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào, cứ liên hệ với tôi là bác sĩ điều trị của cậu, tôi chịu trách nhiệm với cậu đến cùng, không cần lo cho tôi không có tiền để trả viện phí. Tôi biết cô là một bác sĩ nổi tiếng phải không? Chi phí phẫu thuật chắc đắt lắm. Đó là lý do tại sao mẹ kế của tôi cố tình bảo cô phẫu thuật cho tôi, sau đó kiếm tiền từ đó. Từ khi rời khỏi ngôi nhà đó, tôi thậm chí không thể trả chi phí sinh hoạt và học phí, chưa kể chi phí phẫu thuật nữa. Không vấn đề, cậu không cần phải lo lắng về chi phí, chỉ cần hồi phục thật tốt là được rồi. Vấn đề còn lại này để cho tôi. Thật vậy sao bác sĩ? Sau này khi xuất viện rồi, tôi sẽ đi làm ngay, rồi kiếm tiền trả lại cho cô. Cậu không đi học thì kiếm tiền bằng cách nào? Cậu đến tận xưởng siết office sao? Tôi đã nghe rồi. Việc học của cậu rất tốt. Cậu không nên bị vùi dập bởi tai nạn này. Về chi phí sinh hoạt và viện phí này, hãy để chúng cho tôi lo. Tôi sẽ gọi cho cậu thường xuyên. Vấn đề trả lại tiền. Đợi sau này cậu đi làm thêm, kiếm được tiền, cậu phải trả lại tôi cả tiền gốc và tiền lãi. Có biết không? Chẳng lẽ là cô thực sự như lời bố tôi nói sao? Muốn ủng hộ cho tôi. Hãy để tôi sửa một chút. Tôi không phải muốn nuôi cậu, tôi là đang muốn giúp cậu. Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Cần gì cứ đến gặp tôi. Cô bác sĩ lùi dần rồi cùng y tá đi ra ngoài. Thực ra tôi cũng đã hiểu rồi. Kể từ khi bố tôi cưới người phụ nữ đó, tôi đã không còn nhà rồi. May thay, bây giờ có thêm một bạn nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi sẽ trưởng thành thật nhanh thôi. Bác sĩ Khương,
Mặc dù cậu bé đó thật sự rất đáng thương, nhưng cô chỉ cần trả giúp viện phí là được rồi. Bây giờ phải giúp cậu ấy trả cả học phí và viện phí, thật là tội nghiệp cho cô mà. Sẽ thật tốt nếu cậu ấy thật sự thành công. Lỡ như cậu ấy cũng tệ giống bố thì thật tệ mà, như vậy sẽ hút cạn máu cô mất. Chuyện đó vẫn chưa xảy ra mà, bây giờ nghĩ cũng chẳng có ích gì. Cho dù sau này có trở thành sói mắt trắng, nó cũng không đe dọa gì đến tôi. Giờ cậu ấy đang học cấp 3, đó chính là độ tuổi đẹp nhất. Cậu ấy không thể bị hủy hoại như vậy được. Được rồi, tôi chỉ đóng góp một ít tiền mặt thôi. Cậu ấy tương lai sẽ thế nào, chỉ có thể dựa vào cậu ấy. Bác sĩ Khương, cô thật tốt bụng, tôi thật muốn được bên cô. Bác sĩ Khương thực sự rất nổi tiếng mà. Bất kể là nam giới hay là nữ giới, đều thích ở gần cô mà. Sao cô ấy đang nói mà như đang chửi thề vậy chứ? Không có việc gì. Đi trước đi, nếu ai đó gây rắc rối cho cô, nhớ gọi tôi đến giúp nhé, chắc chắn tìm cô. Vậy tôi đi đây. Ừm, xí, Điền Miểu Miểu. Đúng là lắng nghe lời nói cô nói. Cô bảo cô ấy đi, là đi. Giống như một con chó vậy. Trịnh tiểu thư, cô cứ đùa. Con người và con chó khác nhau. Miệng con người thì không bao giờ có cứt. Cô. Tôi biết cô là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng xin cô hãy tránh xa Bắc Thâm gia. Châu gia vô cùng cao quý. Tôi không muốn con dâu của Châu gia ngày nào cũng phải cầm dao mổ, cắt máu thịt của người khác. Bác sĩ Khương, cô với Bắc Thâm không hợp đâu. Tôi có thể xin cô được không? Cô tránh xa anh Thâm gia. Trịnh tiểu thư, cho hỏi, cô đang dùng danh phận gì để nói với tôi như vậy? Mối quan hệ của tôi với anh Thâm, cô cũng không hiểu đâu. Anh Thâm sẽ chăm sóc cho tôi mãi mãi. Cô cũng biết đó. Anh Thâm đã ly hôn. Vợ cũ của anh ấy là do chính ông nội Châu chọn. Anh Thâm không thích cô ấy cũng không bao giờ có thể nhận mình là bà Châu. Trước mặt mọi người, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong bất hạnh và ly hôn. Bác sĩ Khương, hãy tránh xa anh Thâm ra. Đây là lời khuyên cuối cho cô. Vì thế nên, cô nghĩ mình là người duy nhất phù hợp để kết hôn với người này. Vậy tôi hỏi cô một câu. Bản thân anh ấy có biết không? Lão gia có biết không? Họ có nói đồng ý không? Ý của cô là gì? Ý của tôi chính là, cô đừng có suy nghĩ viển vông, cũng đừng có nói linh tinh nữa, tránh để người ta cười nhạo. Bác sĩ Khương, cô không xứng với anh Thâm, cô đừng có gây rắc rối nữa. Chu Bắc Thâm quả thực có vấn đề mà. Tốt hơn hết là vẫn nên loại bỏ cô ta, mình phải tìm thời gian để đưa anh ấy đến chỗ mẹ, mình không thể sống ở đây được nữa. Cô gái đang làm việc thì có cuộc gọi đến. Anh, Ây Tiểu Vãn. Những gì em bảo anh kiểm tra, quả thực là có kẻ đứng sau đang đổ thêm dầu vào lửa. Đó là lý do tại sao tin tức lan truyền nhanh chỉ sau một đêm là Trịnh gia sao? Đúng như mong đợi của Vãn Vãn, em đã đoán đúng, đúng là do Trịnh gia đã thực hiện thủ thuật sau lưng. Em không bao giờ làm điều gì sai, tất nhiên là không có kẻ thù ngoại trừ cô Trịnh Duyệt Duyệt đó, không ai ghét em đến vậy cả. Sự xuất hiện của Trịnh Duyệt Duyệt này bề ngoài có vẻ hiền lành tốt bụng, những suy nghĩ khá luẩn quẩn. Nếu như Đông Phương Phương được sai bảo, nếu tin tức tiếp tục lên xu hướng đủ để hủy hoại danh tiếng của em, anh không quan tâm chủ mưu đằng sau có phải Trịnh Duyệt Duyệt không thì vẫn là Trịnh gia, vì người của Trịnh gia tham gia vào, thế thì họ phải trả giá. Cô gái đang đi trên đường thì bị một chiếc ô tô đi qua bắn nước lên người. Cô gái bực bội, tôi rất xin lỗi bác sĩ Khương, tài xế của tôi vô tình không thấy cô, về nhà tôi nhất định sẽ trừ lương tài xế. Nhưng mà tại sao cô tan sở vẫn đứng đây đợi xe buýt vậy? Đúng rồi, tôi quên mất, cô chỉ là một bác sĩ bình thường, cô không đủ khả năng. Tôi nghĩ cô thật thiếu hiểu biết, tâm trạng tôi đang tốt nên bỏ qua, nhưng cô vẫn sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra. Cô đang giận có phải không? Bác sĩ Khương, nếu cô nhất quyết muốn đến gần anh Thâm hơn, cô sẽ gặp nhiều thứ còn đáng xấu hổ hơn nữa. Cô là bác sĩ chính của tôi, coi như là người gián tiếp cứu mạng tôi, nên tôi sẽ không làm gì cô. Nhưng mà không phải ai cũng giống như tôi, một số người ấy còn tàn nhẫn hơn. Gặp cô đang chặn đường người ta, có thể họ sẽ để cho xe cán thẳng vào người cô đấy. Ha, cô chỉ là một bác sĩ tay đầy máu mà thôi, có gì mà đáng tự hào chứ. Đi thôi, về nhà. Kể từ khi được gần cây đại thụ Chu Bắc Thâm này, vì tôi đã báo cáo về cái cây lớn này ở Chu Bản, sự phát triển của công ty giống như cưỡi trên tên lửa vậy. Chưa bao giờ một công ty nhỏ không đáng nhắc tới trở thành công ty niêm yết, có uy tín vậy. Nếu con gái yêu quý của ta có thể gả vào Châu gia, mình đoán tên mình thậm chí còn nằm trong danh sách người giàu ấy. Ha ha ha, quy tắc cơ bản cũng không có, sao đi vào không gõ cửa. Tôi xin lỗi Trần Tổng, công ty xảy ra chuyện lớn rồi. Công ty hiện đang phát triển mạnh mẽ thì có vấn đề gì lớn? Có người đang nạc danh trên mạng, báo cáo tập đoàn Trần gia tin tức nghi ngờ trốn thuế, gian lận tài chính và nhiều vấn đề khác. Người đó không chỉ đưa ra bằng chứng, còn rất nhiều lượt quan tâm
và nhiều trang lớn đăng lại. Cái gì? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà Trần Tổng, bên kia thực sự đã đăng bằng chứng lên mạng rồi. Đây chắc chắn là giàn dựng, tôi đã giấu. Tất cả bằng chứng này rất kỹ, ngay cả Duyệt Duyệt cũng không biết, không ai có thể có được. Vậy thì chắc chắn, cái đó phải là giả. Nhưng mà thông tin báo cáo đã lên xu hướng chỉ sau một đêm, bây giờ nó đang ở trên tìm kiếm nóng. Mau kêu người gỡ nó xuống ngay cho tôi. Nói cho bộ phận PR. Báo cho luật sư. Tố cáo người đã vu oan cho tôi. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Làm đi, cô gái có điện thoại liền nhấc máy. Tôi là... Anh nói. Được. Trần Tổng. Lại có chuyện lớn rồi. Lại xảy ra chuyện gì, có ai đó đang đến. Hiện đang ở công ty của chúng ta. Hả, người đàn ông nghe tin liền ngã quỵ xuống ghế thở gấp. Hôm nay chủ tịch tâm trạng không tốt, từ sáng tới giờ, mọi người các phòng ban đều bị ông ta gọi vào mắng một trận. Bộ phận tiếp thị vừa ra không ít hơn một phút. Thư ký Ngô, tại sao anh không vào đấy sau đi? Tôi cũng không muốn gặp rắc rối chút nào, nhưng cô Trịnh vừa đến đây, đang đợi ở tầng dưới của công ty. Tôi không thể không đi. Thư ký Ngô, anh có biết chuyện gì đã xảy ra với chủ tịch gần đây không? Gần đây chủ tịch gặp rắc rối trong tình yêu. 60 triệu thành giao, là một đôi bông tai hoàng gia thuộc sở hữu của Châu Tổng. Thật sự xin lỗi, Trịnh tiểu thư. Đôi bông tai này là dành cho quý cô đó hạ. Ở phía khác là cô gái xinh đẹp đang ngồi. Chàng trai ngã dưới đất được cô gái kéo đứng dậy. Chàng trai nhìn, cô gái liền liếc xéo chàng trai. Cảm ơn, chàng trai cầm đồ rời đi trước. Tất cả mau tránh ra. Cô đừng quan tâm những gì họ vừa nói. Hả, tình yêu, tôi có bị nghe nhầm không vậy? Khi chủ tịch kết hôn, thậm chí còn không quan tâm đến vợ mình, làm sao có thể mắc kẹt bởi tình yêu? Thư ký Ngô, anh vừa nói cái gì vậy? Tôi không hề nói cái gì cả, tôi đi vào để nộp báo cáo đây. Bạn nên nói ít lại. Chủ tịch đây là báo cáo tài chính mà anh muốn. Cái đó, Trịnh Tổng, có chuyện xảy ra rồi. Nói tiếp đi, Trịnh gia bị người ta tố cáo trốn thuế, bằng chứng bị lấy. Trịnh Trấn Hoa, ông ấy đã bị bắt đi. Trịnh tiểu thư đã ngồi dưới công ty được một lúc rồi, cô ấy khóc đòi gặp anh. Có lẽ là muốn nhờ anh giúp đỡ cô ấy. Anh có muốn gặp không? Nói với Duyệt Duyệt. Hôm nay tôi không rảnh. Vâng ạ, bên cạnh đó, đi điều tra giúp tôi một việc. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn ta lại đột nhiên nhắm vào ông Trịnh? Nếu như mà anh ta đã nói xấu Trịnh gia, vậy thì hãy giúp đỡ ông Trịnh. Vâng chủ tịch. Chàng trai ngồi trước xe đứng dậy mỉm cười đi tới. Bác sĩ Khương, chính xác 6 giờ. Cô đã tan làm. Chúng ta nên đi ăn tối cùng nhau thôi. Ân tình mà cô nợ tôi đã bị trì hoãn lâu như vậy rồi. Ăn xong bữa tối này, chúng ta không liên quan nữa. Tại sao cô lại thờ ơ với tôi như vậy? Cô có quan tâm đến Chu Bắc Thâm, có phải không? Tôi không hứng thú với Chu Bắc Thâm, cũng không liên quan với việc quan tâm anh không. Vậy cô đừng vội từ chối tôi, ít nhất hãy cho tôi một cơ hội. Bây giờ chúng ta dù chỉ là bạn bè thôi, có thể một ngày nào đó cô bất ngờ yêu tôi, thì làm sao? He he, đi, lên xe, tôi đãi cô bữa tối. Đúng lúc đó một chiếc xe đen sang trọng tiến đến, cửa xe bị kéo xuống, chàng trai ngồi trong xe nhìn ra. Người đàn ông bên cạnh cô gái thấy vậy cười đắc ý, chiếc xe sang liền rời đi. Tại sao bị Chu Bắc Thâm nhìn thấy, mình lại cảm thấy áy náy như vậy chứ? Không đúng, tại sao mình phải thấy tội lỗi, đã lâu không có quan hệ gì với hắn rồi. Nào, mời cô đi ăn tối. Cô gái ngồi vào xe, người đàn ông khác nhìn rồi cười nói. Cô Khương Vãn này, khá là thông minh. Không chỉ khiến cậu quan tâm cô ấy, ngay cả con hổ biết cười trần dạ cũng bị cô ấy mê hoặc. Thật ngu ngốc. Tôi đã nói rõ với cô ấy rằng Trần Dạ không phải là người tốt. Sao anh biết người ta ngu ngốc Châu Bắc Thâm? Có thể là cô ấy chỉ thích Trần Dạ như vậy thôi. Mộ Dung Phi, hay, anh hãy nhìn xem một lát nữa, trời sẽ tối dần. Khương Vãn lại lên xe của Trần Dạ như vậy, hai người họ không biết có thể xảy ra chuyện gì không nhỉ? À, tôi nghe nói rằng những người phụ nữ quanh Trần Dạ thay đổi mỗi ngày, không có ai mà không thể lên giường cùng. Dừng xe. Ôi, à, cậu đi xuống đi. Đi một mình đi. À, tôi còn việc khác phải làm. Chúng ta đi. Chàng trai đeo kính nhìn ngơ ngác. Mau biến đi. Ai? Phiền chết. Mẹ kiếp tên Chu Bắc Thâm kia. Anh đúng là đồ đàn bà. Anh đúng là đồ lừa đảo. Chàng trai đeo kính tức giận chửi mắng. Không có ý định. Mời tôi lên nhà ngồi sao? Không được, Trần Tổng. Trời cũng đã muộn rồi. Anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi ăn tối. Được, cô về đi. Gặp lại cô sau.
Người đàn ông cười xong liền thay đổi thái độ, chống tay lên xe rồi lại quay người lại nhìn. Từ xe khác chàng trai áo nâu xuất hiện. Cậu đã chơi đùa đủ chưa? Cô ấy không phải người mà cậu có thể tùy tiện chơi đùa đâu. Làm sao Châu Tổng biết là tôi không đối xử chân thành? Trần Tổng, cậu còn muốn giữ Trần ra không? Hay là muốn biến mất? Bây giờ anh định làm điều này vì một người phụ nữ, để cô ấy lựa chọn. Khương Vãn nói rồi. Cô ấy không quan tâm đến anh. Cô ấy không quan tâm đến tôi. Vậy quan tâm đến anh sao? Tôi nghĩ là Tiểu Vãn đúng là khá thú vị đối với tôi. Chàng trai áo đen tiến gần rồi đi qua chàng trai áo nâu. Một người gõ cửa phòng kia lần này đến lần khác, cô gái bên trong mở cửa gương mặt đánh giá. Tại sao lại là anh? Nếu không thì cô nghĩ là ai? Một người gõ cửa phòng kia lần này đến lần khác, cô gái bên trong mở cửa gương mặt đánh giá. Tại sao lại là anh? Nếu không thì cô nghĩ là ai? Trần Dạ đó, nếu anh không có chuyện gì thì vui lòng quay về cho, tôi muốn đi ngủ rồi. Cô gái muốn đóng cửa thì bị chàng trai giữ lấy, hất mạnh ra rồi tiến vào nhà, cô gái bực mình đóng cửa đi vào theo. Châu Bắc Thâm, anh đang đột nhập vào nhà riêng, ra ngoài cho tôi. Tôi sẽ không để cô đến gần Trần Dạ đó. Tại sao cô lại không nghe lời tôi? Châu Bắc Thâm, anh có quyền gì mà kiểm soát tôi? Cô nói cô không thích người họ Châu, vậy cô có thích Trần Dạ không? Cô gái bị ép ngồi xuống giường. Châu Tổng, tôi không thích những người họ Châu. Tôi càng không thích những người tên Châu Bắc Thâm. Cô nói lại lần nữa. Tôi không thích anh. Tôi, chàng trai đẩy ngã cô gái xuống giường khống chế. Bốp bốp, Châu Bắc Thâm. Cô gái tức giận đẩy chàng trai ra. Cô gái thở hổn hển mắt nhìn căm giận, chàng trai lại gần tay muốn chạm vào cô gái nhưng cô ngoảnh mặt đi. Tại sao cô luôn đối xử với tôi chán ghét như vậy? Cô gái gần như khóc, đẩy chàng trai đứng dậy. Châu Bắc Thâm, trước đây tôi không biết ở trong mắt của anh. Anh đối xử với tôi như một đống rác rưởi, ném nó ở đó. Bây giờ anh cảm thấy thích tôi một chút, thấy thú vị, thì tôi nên lao mình vào vòng tay của anh sao? Tôi không phải được anh nuôi như chó của anh để có thể hôn và âu yếm tùy ý. Tôi thừa nhận tôi có quan tâm đến cô, nhưng mà nếu tôi cố tình đến gần cô quá nhiều, cô sẽ thấy chán. Bây giờ chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái hôn. Tôi sẽ đưa cô về nhà, nhưng mà tôi không thích nó. Châu Bắc Thâm, tôi không hề thích anh. Tôi không hề thích anh, không hề thích anh. Nếu những gì tôi nói trước đây chưa đủ rõ ràng, vậy những gì tôi nói bây giờ đã đủ rõ ràng chưa? Tôi không hề thích anh. Khoảng cách tốt nhất giữa chúng ta bây giờ chính là đừng tương tác cho đến khi chết, như cô mong ước. Người đàn ông nói xong liền rời đi, cô gái đi ra đóng chặt cửa, hai người cùng dựa vào cửa khóc trong thầm lặng. Hai người đàn ông đứng trên ban công uống rượu. Cậu không định đến à? Chàng trai áo nâu không nói gì nhìn vào khoảng không vô định, chàng trai đeo kính liền đưa cho anh ly rượu. Những gì anh giao cho tôi vừa rồi vẫn chưa hoàn thành. Đã đi tìm Khương Vãn. Ấy, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại tức giận như vậy? Tại sao cậu bị Khương Vãn đánh bại? Lại chút giận lên tôi, hay là Khương Vãn để Trần Dạ thành công rồi? Nói đi chứ, anh đã điều tra vợ cũ của mình chưa? Không cần nữa. Nếu điều tra thêm, nó thực sự trở thành
là dồn ép cô ấy. Cuối cùng thì lão gia, anh cũng đã hiểu ra rồi. Chàng trai tự mình ngẫm nghĩ. Cảm ơn anh nhé anh trai. Chưa nóng thế này mà giúp tôi chuyển nhà. À, anh xuống dưới đợi tôi một lát, tôi mua cho anh hai chai nước. Cảm ơn tiểu cô nương, chỗ này nhìn cũng đẹp như vậy, sao cô lại vội vàng chuyển đi? Cũng không thích lắm. Chuyển đi để giảm bớt rắc rối. Cô gái nhớ lại. Tôi không thích anh. Tôi, bốp bốp. Châu Bắc Thâm. Cô gái định vào thang máy thì chàng trai từ đó bước ra. Mình đặc biệt chuyển đi. Vào một ngày trong tuần. Khi Châu Bắc Thâm đi vắng rồi. Tại sao mình vẫn gặp anh ta chứ? Chàng trai nhìn cô gái rồi lại nhìn đống đồ. Tránh ra. Người vừa rồi là ai vậy? Có vẻ như thật khó để hòa hợp. Ngược lại tôi nghĩ. Đây là phong cách của anh ấy. Đúng rồi bác sĩ Khương. Cậu bé đó. Đã hồi phục rất tốt. Trong một vài ngày. Là có thể quay lại và hồi phục. Cô có muốn đi gặp cậu ấy không? Sáng nay cô không đến. Cậu ta liên tục hỏi cô. Không sao thì tốt. Không cần ra ngoài gặp cậu ấy. Điều đó thực sự là không dễ dàng. Bố cậu ấy thực sự không quan tâm cậu ấy nữa. Vừa nãy, bố cậu ấy vừa đến đây, nói rằng cậu ấy đã hơn 18 tuổi, cậu ấy đã đủ tuổi để cắt đứt quan hệ cha con. Yêu cầu cậu ấy ký. Cậu ấy ký không? Chị gái à, cậu... Chị ơi, tôi biết tôi đang làm cái gì mà. Tôi sẽ lớn lên thật nhanh. Tôi sẽ tự bảo vệ mình. Cũng sẽ bảo vệ người khác. Thế thì cậu nên học tập tốt hơn. Vào một trường đại học tốt. Đừng lo lắng chị ơi. Tôi sẽ không bao giờ làm chị thất vọng. Hai, tôi phải làm gì để tôi không thất vọng? Cậu phải xứng đáng với chính mình. Được rồi chị à. Vậy chị, đến khi tôi xuất viện, chị đến tiễn tôi chứ? À. Tôi sẽ. Tất cả chúng tôi sẽ đến tiễn cậu. Đúng không bác sĩ Khương? Ừm, nhưng mà bố cậu không cho cậu về nhà rồi. Mặc dù bác sĩ Khương đã tài trợ học phí cho cậu, nhưng cậu sống ở đâu? Chị đừng lo. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Sẽ có một cách. Nếu như không có cách nào, cậu không thể sống trên đường phố phải không? Tình cờ tôi có một ngôi nhà trống ở kia. Cậu có thể đến đó trước. Đợi đến khi vào đại học, rồi hãy chuyển đi. Bác sĩ Khương, thế thì Lâm Hạo Nam thật đáng thương. Cô cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu ấy xuất viện một mình. Ngay cả những người có thiện chí cũng, tôi đã đưa tiền cho cậu ấy rồi. Cậu ấy có thể tự mua, nhưng cô không thể mua được sự quan tâm. Nhìn cậu ấy như thế, có giống người sẵn sàng chi tiền cho bản thân không? Hơn nữa, cậu ấy lòng tự trọng rất cao. Thường khi không có cô, cậu ấy thậm chí không nói một lời. Nhưng mà, không có nhường nhị gì hết. Cũng đã đến rồi. Chỉ cần mua vài bộ. Mặc đủ là được. Đợi một chút. Tôi thực sự không thể chịu được. Điền Miểu Miểu. Chính là cô đã nói. Mua vài bộ vừa đủ là được. Sao cô không dọn sạch cửa hàng của người ta luôn đi? Cô có thấy cậu ấy quá đáng thương không hả? Chỉ nghĩ là có thể giúp được chút ít. Mà hơn nữa, không phải cô nói thành tích học tập rất tốt sao? Cậu ấy có nổi tiếng thành phố không? Đợi cậu ấy nổi tiếng rồi, tôi cũng có một phần công lao trong việc này. Thật đáng để tự hào. Được, hai người một nam một nữ khác tay nhau bước đến. Không sao không sao, để tôi. Bác sĩ Khương. Mua thật nhiều quần áo nam như vậy. Quả nhiên là không thiếu nam nhân. Anh Thâm nhìn xem. Vậy còn đồ ngủ của nam nhân thì sao? Có vẻ bác sĩ Khương gần đây đã có bạn trai rồi à? Duyệt Duyệt. Đi thôi. Ấy anh Thâm. Anh không tò mò. Bạn trai của bác sĩ Khương là ai sao? Chẳng lẽ anh ta là một chiến binh tấn công dữ dội? Trịnh tiểu thư. Cô đúng thật một người bao đồng. Sao cô không tự quan tâm đến bản thân mình đi? Nghe nói bố của cô gần như ngồi tù rồi. Cô còn tâm trí để nghĩ về đàn ông sao? Làm sao cô lại biết? Có rất nhiều tin tức trực tuyến. Tất nhiên là tôi biết rồi. Hơn nữa Trịnh tiểu thư, cô nên hiểu rõ sức mạnh của mạng hơn ai hết chứ, có đúng không? Mọi thứ trên mạng đều là lừa đảo. Bố tôi không thể vào tù được. Cô không cần phải nói với tôi. Đi nói chuyện với thẩm phán ấy. Cô gái nói xong liền khoác tay nhau rời đi. Anh Thâm,
anh phải giúp gia đình em. Bố em không thể nào lại làm điều phạm pháp được. Tôi hy vọng anh sẽ cứu bố em, Duyệt Duyệt. Tôi chỉ tin vào công lý. Em biết rồi. Vậy, bác sĩ Khương thì sao? Anh muốn chăm sóc cô ấy không? Còn thiếu gia họ Trần đó, đúng là một tay chơi, sẽ không chịu trách nhiệm với cô ấy. Tôi không quan tâm. Trịnh tiểu thư, nắm lấy cánh tay của thiếu gia. Cả hình ảnh thân mật, tất cả đều đã được xử lý rồi ạ. Sự phổ biến trên mạng vẫn chưa tăng lên xu hướng, tất cả đều đã bị đàn áp sạch. Trịnh gia đã bí mật chụp những ảnh này, chỉ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Châu gia thôi, làm lu mờ chuyện của gia đình họ, buộc Bắc Thâm phải giúp Trịnh gia thu thập. Ha, nếu thằng nhóc đó yên phận, tôi sẽ không dây dưa với Trịnh gia. Hàng bao nhiêu năm như vậy, chưa kể việc ly hôn với Tiểu Vãn. Ông lão cầm bức ảnh chụp chung lên xem, xoa xoa rồi đặt trở lại. Ông nội, ông tìm con. Đầu tiên là việc ly hôn của Trịnh Duyệt Duyệt. Bây giờ, có người đã chụp một bức ảnh khác. Gần như, nó đã gây chú ý. Thằng nhóc con có thực sự muốn cưới cô ấy không? Ông nội, con chỉ coi Duyệt Duyệt như em gái. Hôn nhân thì cần phải duy trì tình cảm. Con sẽ không cưới người con không thích. Con có thể thích ai? Với tính khí của mình hả? Cô gái xinh đẹp như vậy mà con còn không thích. Con vẫn đòi ly hôn với người ta. Con nghĩ thế nào? Phải đến khi nào ông mới có thể ôm chất vào lòng? Nếu không phải con ly hôn, cháu chất của ông giờ có khi biết làm nước tương rồi. Con đi ra khỏi đây đi. Ông nhìn thấy con là tức muốn chết. Ông nội, ông bình tĩnh đi. Được. Vậy con rời đi trước. Ông, chú ý sức khỏe nhé. À, cút, cút đi cho xa vào. Cô gái đang rũ đồ thì có người đến gõ cửa. Chú Chu, sao chú lại đến đây? Khương tiểu thư, lâu rồi không gặp. Lão gia thực sự rất nhớ cô. Ông muốn mời tối nay cô đến ăn tối một bữa với ông. Bảo tôi đến đón cô. Mấy ngày trước, mình vừa mới tát mạnh vào mặt Châu Bắc Thâm xong, mất rất nhiều nỗ lực mới vạch ra ranh giới rõ ràng, không liên lạc cho đến chết. Sẽ không phải là ý kiến hay nếu đến Châu gia. Đúng là không ổn. Chú Chu, cháu không thể đến đó được. Khương tiểu thư, lão gia thật sự rất nhớ cô. Xin lỗi chú Chu. Ây à, vậy được rồi. Vậy tôi rời đi trước. Nhưng mà, cô có thể trở về nhà bất cứ lúc nào. Bỗng người đàn ông có cuộc gọi đến. Alo, gì cơ? Lão gia có chuyện gì? Chú Chu, ông nội bị làm sao vậy? Chú Chu, ông nội bị làm sao vậy? Lão gia đột nhiên bị đau đầu. Bác sĩ gia đình lại không có ở nhà. Tôi phải nhanh chóng quay lại nhà cũ. Để xem sao. Ấy chú Chu. Vậy để cháu đi cùng chú. Vậy được rồi, đi thôi. Cô gái ngồi sau một ông lão lớn tuổi bóp vai cho ông. Ông nội, cháu đã đọc hết báo cáo kiểm tra của ông rồi. Sức khỏe của ông rất tốt. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nghỉ một ngày là ổn. À, tốt hơn rồi. Ông đã nhờ bếp chuẩn bị những món ăn mà con thích. Con ở lại đây với ông nội. Ăn một bữa cùng với ông nội. Ha, vâng. Chủ tịch, vừa nhận cuộc gọi từ nhà cũ. Nói lão gia bị đau đầu rồi. Đã đến bệnh viện chưa? Tình hình thế nào rồi? Anh yên tâm, lão gia vẫn không sao. Vợ cũ của anh quay về. Lão gia nhìn thấy cô ấy, có vẻ tinh thần đã tốt hơn. Quay lại cũng vô nghĩa. Cô ta chỉ là người phụ nữ quê mùa, có thể điều trị bệnh tốt hơn bác sĩ à. Đuổi cô ta đi, để tôi tự làm điều đó. Tôi cũng đến bệnh viện. Vậy vợ cũ của anh còn cần phải giải quyết không? Cô ta không cần số tiền trước tôi đưa. Có vẻ như cô ta vẫn còn quan tâm đến vị trí bà Châu. Chính vì vậy tôi phải quay lại để tìm hiểu nguyên nhân. Cậu đi lấy một cái thẻ. Ngoài ra, chuẩn bị thêm 2 dự án nữa cho tôi. Chuyển giao mọi thứ cho cô ta. Cô ta đã quay lại thì phải dọn cho sạch hết luôn. Cô ta đã lợi dụng ông nội một lần rồi. Tôi không muốn cô ta lợi dụng ông nội lần thứ hai. Vâng. Lần trước, chuyện đã xảy ra với Khương gia. Ông nội không thể giúp gì được. Vậy từ nay, hãy thường xuyên về thăm ông nội nhé. Có gì muốn nói,
thì cứ nói với ông nội. Mặc dù con với thằng nhóc Bắc Thâm đó đã ly hôn, nhưng ông nội vẫn coi con như cháu dâu của ông nội. Ông nội, ông vẫn chưa có cháu dâu đâu. Không xong rồi, Châu Bắc Thâm đã quay trở lại rồi. Nếu con đã quay trở lại rồi thì ngồi xuống và cùng nhau ăn bữa cơm. Đã hơn 2 năm rồi, vậy mà hai đứa vẫn chưa ăn với ông được bữa nào, ha. Tiểu Vãn, mau tới ăn tối. Cô gái không trốn thoát được, đành đi giật lùi lại bàn ăn cơm. Nào ngờ ông liền kéo tay giật cô quay người lại, hai người trẻ liền chạm mặt, cô gái cười ngượng. Hi Châu Tổng, chào buổi tối. Khương Vãn, cô đừng có đánh trống lảng với tôi. Cô có quen tôi không, cô? Tại sao cô lại ghét tôi? Tôi chỉ cảm thấy không xứng với vợ cũ của Chu Tổng thôi. Tất cả đều đã ly hôn rồi, mà còn nói xấu sau lưng người khác nữa. Vợ cũ anh ấy là một người quê mùa, họ không phù hợp chút nào. Châu Tổng, đó cũng là điều mà anh nghĩ về vợ cũ của mình. Châu Tổng, tôi không thích những người họ Châu. Tôi càng không thích người tên Châu Bắc Thâm. Trước đây tôi thật sự không thể ngờ rằng đó chính là cô. Trước đây tôi thật sự không thể ngờ rằng đó chính là cô. Cái gì mà cô? Với tôi hả? Tiểu Vãn, là vợ cũ của con có phải không? Con có thể nói chuyện tử tế được không? Vậy thì con nên gọi cô ấy là bác sĩ Khương, Khương tiểu thư, hay là vợ yêu. Châu Tổng, chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi, anh hãy cứ gọi như bình thường, chỉ cần như vậy là được. Được rồi, vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Ông biết rằng con đột nhiên quay trở lại, ông đã nhờ nhà bếp chuẩn bị hơn 10 món ngon cho Tiểu Vãn. Vâng, không sao ạ. Chỉ cần cô ấy thích ăn là được. Được rồi, con ngồi đây với ông. Vâng. Ấy đến đây. Cô gái vẻ mặt bực tức nhưng vẫn phải đến chỗ chàng trai. Ấy bác sĩ Khương. Ha ông nội, con chợt nhớ ra, con có việc quan trọng phải rời đi trước, con đi trước đây. Lần sau con đến gặp ông. Cô gái vừa lùi vừa nhìn mọi người rồi sau đó quay người chạy mất. Ha ha. Bây giờ con biết thì đã quá muộn rồi phải không? Thật tiếc, các con đã ly hôn rồi. Muộn rồi, miễn đó là điều con muốn. Dù là gì con cũng phải có được. Chủ tịch, tôi đã chọn vị trí của tài sản rồi. Hôm nay anh có cần tôi liên lạc vợ cũ của anh đến chuyển nhượng tài sản không? Không cần nữa. Chẳng lẽ nào vị Khương tiểu thư đó muốn dùng cá nhỏ bắt cá lớn, dùng thế lực của Châu lão gia để ép anh tái hôn lần nữa? Ngô Tiêu, cậu đã kiểm tra rất lâu rồi, nhưng cậu thậm chí còn không biết thực sự cô ấy đang đứng trước mặt tôi sao? Cái gì? Trước mặt anh? Bác sĩ Khương, Khương tiểu thư, Khương Vãn, là ba cái tên này. Vậy mà anh không nghĩ đến? Có gì không đúng sao? Có lẽ nào cô ấy là vợ cũ của anh? Điều này là không thể mà. Vợ cũ của anh? Cô Khương tiểu thư đó rõ ràng là một người quê mùa mà. Nhưng mà bác sĩ Khương là một bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng thế giới. Cô cũng là đệ tử thân thiết của thầy Tô mà. Đó đều là cùng một người. Ai? Cô gái thay đổi sắc liền đi vào trong phòng. Anh Thâm, anh làm ơn giúp em đi. Công ty của bố em, bố cô đã vi phạm pháp luật. Ông ta nên chấp nhận các biện pháp trừng phạt. Cô nên biết rõ điều này mới phải. Nhưng mà anh Thâm, em, nếu thời gian này vẫn giống như thường lệ, tôi có thể giúp cô. Nhưng mà, lần này, là bất hợp pháp đấy. Nhưng mà anh Thâm, em, Duyệt Duyệt, cô nên vui mừng, vì có người đã nộp phạt cho tổ chức lại tài chính của công ty rồi. Bố cô ông ấy có thể, em biết rồi, nhưng mà khoản tiền phạt này quá lớn. Bố em nói rằng, ông ấy không thể lấy ra được, cũng chỉ là vài trăm triệu. Cô có nghĩ Trịnh gia không có được không?
Anh Thâm, người em có thể dựa vào. Chỉ có anh thôi. Duyệt Duyệt, cô đã lớn rồi, nên phải có sự độc lập, cùng với suy nghĩ riêng. Bố cô đã nói cái gì cũng không quan trọng. Hiểu không? Em đã hiểu rồi. Anh Thâm, em sẽ để bố của em tự giải quyết vấn đề này, sẽ không can thiệp vào. Ngô Tiêu. Vâng, đưa Duyệt Duyệt ra ngoài. Vâng, còn nữa. Hệ thống an ninh của công ty cũng đã đến lúc nâng cấp rồi đấy. Vâng ạ, Trịnh tiểu thư. Tôi đưa cô ra ngoài. Nhìn xem, Trịnh tiểu thư đi thang máy chuyên dụng, dành cho chủ tịch kìa. Hơn nữa thư ký Ngô còn đích thân đưa đi, chẳng lẽ từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là phu nhân sao? Có lẽ là vậy. Hôm kia, cũng có người chụp ảnh cô ấy thân mật với chủ tịch. Qua, Khương Vãn, dù cô có phải là vợ cũ của Bắc Thâm hay không, tôi cũng sẽ không để cô mang anh ấy đi. Địa vị của phu nhân chủ tịch, nó chỉ có thể là của tôi thôi. Vãn Vãn, hôm nay tớ đột nhiên gặp chút rắc rối. Tớ không thể đến tìm cậu được rồi. Tớ đã gọi món ăn rồi. Gặp rắc rối gì vậy? Chẳng lẽ còn rắc rối hơn việc tớ bị Châu Bắc Thâm phát hiện danh tính hay sao? Tớ thật sự xin lỗi. Tôi thực sự không thể đến được. Được rồi, cậu lần sau mà không đến được thì bảo tớ sớm. Ây à, cô giàu thật đấy. Châu Tổng, tôi không ngồi cùng anh đổi bàn khác đi. Bữa ăn này, tôi đãi, tiền ăn cho một bữa. Tôi có thể trả được. Chúng ta hãy ngừng nói những chuyện vô nghĩa. Ây, Khương Vãn, chàng trai nắm vai cô gái đẩy xuống ghế. Chúng ta phải trò chuyện vui vẻ chứ. Ha, nói về cái gì vậy? Nếu như tôi không tình cờ phát hiện vợ cũ của tôi lại chính là em, thì em định giấu tôi đến bao giờ? Suốt đời sao? Anh biết chuyện đó thì có vấn đề gì sao? Dù sao chúng ta cũng là người lạ, vì thế đó chính là lý do tại sao em luôn ghét tôi sao? Anh bỏ tay ra, tôi sẽ nói với anh. Được. Đó cũng chính là lý do. Mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng chẳng có tình cảm gì cả. Chúng ta ly hôn, mà thậm chí không gặp mặt nhau. Tôi ghét anh. Anh còn thắc mắc gì không? Vậy, tôi phải làm những gì để em bình tĩnh lại? Tôi thực sự không biết. Những điều đó 2 năm trước, anh không biết. Anh không biết tôi trông như thế nào. Hay là anh không biết tôi không giống như anh tưởng tượng, không thô bỉ như anh nghĩ sao? Vậy, nếu tôi nói rằng những gì đã xảy ra trong 2 năm qua không được tính, vậy chúng ta bây giờ ly hôn rồi. Chúng ta mỗi người một con đường riêng, không ai nợ ai, có phải tốt không? Được, tôi sẽ cho em nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Nhưng mà, những gì tôi nói lần này sẽ không được tính. Chàng trai mỉm cười đứng dậy, cô gái cũng liền thay đổi sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng có một người đến ngồi xuống đối diện. Chúng ta không trong một mối quan hệ, có thể ngồi trò chuyện. Trịnh tiểu thư, nếu cô không có gì để nói, vậy tôi phải ăn cơm rồi. Bác sĩ Khương và anh Thâm dường như có mối quan hệ rất tốt. Anh Thâm bận như vậy, vẫn còn thời gian ăn tối với cô. Anh ấy vừa đi, nếu không thì để tôi gọi anh ấy quay lại, để hai người cùng dùng bữa nhé. Không cần. Đừng yêu cầu anh Thâm quay lại. Chúng ta nói chuyện đi. Không cần lãng phí thời gian của anh Thâm. Chỉ là do tôi quá bất an, danh tính nổi bật như vậy, tôi chắc chắn sẽ lo rằng anh ấy sẽ yêu người phụ nữ khác. Nếu như bác sĩ Khương không thích anh Bắc Thâm, hãy cho tôi một lời chính xác. Chỉ cần cô tránh xa anh Thâm một chút, tôi sẽ không làm cô xấu hổ. Trịnh tiểu thư, trước khi cô tới cầu xin tôi, sao cô không hỏi Chu Bắc Thần? Tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm anh ấy, nhưng nếu cô không cho anh ấy cơ hội nào, anh ấy là người rất kiêu hãnh, sẽ không chịu cúi đầu trước mặt cô. Anh ấy kiêu hãnh đến mức không cúi đầu xuống để đến bên bạn. Vậy điều cô đang nói là, tôi chỉ cầu xin cô, bác sĩ Khương, nếu như cô muốn tiền, tôi cũng có thể đưa cho cô, chỉ cần cô tránh xa anh Thâm là được. Cô gái áo đen liền quỳ xuống. Xin cô đừng chia cách tôi và anh Thâm. Tôi thực sự rất yêu anh ấy. Bây giờ cô đã có vấn đề về tâm thần rồi.
Tôi khuyên cô nên bình tĩnh lại. Liệu sau này trong tương lai, mỗi người phụ nữ xuất hiện, cô đều đến gặp, rồi cầu xin thế này sao? Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không đứng dậy, được. Cô đã đồng ý sao? Nếu cô muốn quỳ thì cứ quỳ. Dù sao người xấu hổ không phải là tôi. Hương Vãn, tôi sẽ không làm khó cô nữa. Cô gái ngồi một mình suy nghĩ. Cô vẫn chưa hứa với tôi. Vậy thì được thôi Khương Vãn. Cô không chỉ quan tâm đến anh Thâm, thậm chí còn câu dẫn anh ấy. Tôi nói cho cô biết, anh Thâm là người đàn ông của tôi. Cô không thể nào chạm vào anh ấy. Vì cô quá độc ác và xảo quyệt như vậy. Thì đừng trách tôi đây tàn nhẫn. Tiền không phải là vấn đề. Chỉ cần Khương Vãn phải chịu đựng đau khổ. Ban ngày anh còn không đi làm. Đến đây làm cái gì? Ngắm phong cảnh à? Này bác Thâm, anh không sao chứ? Tôi không sao. Vẫn là vì tình yêu sao? Sao anh không nói rõ? Tôi nói rồi. Cô ấy nói chúng tôi đã ly hôn rồi và nói không bao giờ gặp lại nữa. Anh đã kết hôn với người ta 2 năm, thậm chí còn không nhìn thấy mặt. Việc cảm thấy bực bội với anh là điều bình thường. Chỉ là anh chưa ở bên người khác giới lâu thôi. Nếu không thì, gần đây tôi mới gặp một vài người, giới thiệu cho anh. Cậu cút đi. Nếu sau này anh không có gì chuyện gì, thì đi gây rắc rối với Trần Dạ ấy. Đừng gây rắc rối cho tôi, được không? Cậu không phải thực sự yêu Khương Vãn đấy chứ? Có lẽ vậy. Chàng trai vẻ mặt chân thành nói, chàng trai đeo kính thấy vậy liền vỗ vai rời đi, chàng trai một mình uống rượu. Chàng trai đến trước cửa phòng nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt buồn bã. Anh bỏ ra. Tại sao lại là anh? Nếu không thì cô nghĩ là ai? Chàng trai đưa tay lên chần chừ gõ cửa. Anh tìm ai? Không phải, tôi, là do tôi quên mất. Rốt cuộc anh là ai? Anh biết chị Khương Vãn sao? Khương Vãn? Chị Khương Vãn nói, sống ở đây rất bất tiện, không may mắn, để tôi sống tạm thời ở đây. Không may mắn, cô ấy tự nói vậy, ấy, đừng suy nghĩ về điều này. Giờ cô ấy ở đâu? Nếu có mối quan hệ tốt với chị ấy sẽ tự nhiên nói với anh. Nếu chị ấy không nói với anh, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của anh vẫn còn chưa tốt, vậy tôi không còn gì để nói. Chàng thanh niên đóng cửa phòng lại, để lại chàng trai đứng bên ngoài nhìn. Tiểu Vãn. Điều đó cũng thực sự tốt. Ngày hôm qua, tớ đã để cậu một mình. Hôm nay, tớ đặc biệt đưa cậu đến một quán trà. Thế nào hả? Khương tiểu thư, cậu tha thứ cho tớ được không? Được rồi, tha thứ cho cậu. Đúng rồi, cậu và Châu Bắc Thâm. Như thế nào rồi? Sau khi anh ấy biết, cậu là vợ cũ của anh ấy. Thật sự không có gì sao? À, tớ đã hiểu rồi. Có lẽ nào là anh ấy đã yêu cậu, không biết phải làm gì với cậu thì sao? Ai biết được anh ấy nghĩ gì? Tớ không quan tâm, cậu không quan tâm. Dù anh ấy không phải là chồng cũ của cậu, thì anh ấy cũng là người tình trong mộng của biết bao cô gái, biết không? Vì đó là chồng cũ, thế nên tớ mới không quan tâm chứ. Vào nhà vệ sinh một lát. Cùng đi. Cô gái vừa đi thì có người cầm thuốc cho vào chén nước của cô. Cô gái quay lại uống chén nước, vừa uống vừa mỉm cười nói chuyện cùng bạn. Cách đó có người thấy vậy liền cười đều. Chẹp ấy à, hắn trốn lấp ló sau bàn thu ngân. Có thấy không? Người phụ nữ này
khiến tôi bị gia đình đánh đập. Mẹ tôi la mắng rất nặng nề. Cô ta cũng là mục tiêu của Châu gia và Trịnh gia. Tôi biết rồi. A Tiểu Vãn, thả ra. A làm gì vậy? Các người làm gì vậy, Tiểu Vãn? Các người làm gì vậy? Tiểu Vãn, cô gái với lấy điện thoại gọi đi. Alo, cảnh sát, bạn của tôi bị người ta bắt cóc đi rồi. Ây, tôi vẫn còn chưa lên xe mà. Là ai vậy? Người cậu sắp xếp à? Không phải tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ôi trời, tai họa đang ập đến với tôi rồi à? Tôi đã cho thuốc rồi. Anh ta lại bắt cóc người của tôi. Hai. Đứng nhìn cái gì? Tìm người nhanh lên. Chàng trai đang cau mày làm việc thì thư ký do dự bước vào. Chủ tịch, anh bị sao vậy? Tôi chợt thấy hơi bất an. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Khương tiểu thư vừa bị bắt cóc rồi. Nói cái gì? Cô Khương Vãn vừa bị bắt cóc rồi. Hiện chúng tôi đang điều tra, mới chỉ biết địa chỉ nơi xảy ra bắt cóc. Điều tra ngay nơi xảy ra sự việc. Máy quay giám sát, nhanh. Chết tiệt, mình bị đánh thuốc mê rồi. Bây giờ không còn chút sức lực nào nữa. Ây à, người phụ nữ này trông cũng khá xinh đẹp đấy. Cũng không phải một chuyện tồi. Không chỉ kiếm được tiền, còn được chơi gái. Đừng bất cẩn. Người phụ nữ chúng ta trói trên đường này, có lẽ cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi. Anh sợ cái gì chứ? Làm sao có thể nhanh như vậy? Chúng ta chỉ cần làm sạch cô ta, sau đó quay một đoạn phim. Tất cả máy quay đều được trang bị rồi. Các người là ai? Các người muốn làm cái gì? Người đẹp, chúng tôi không muốn lấy mạng sống của cô, nhưng mà muốn cô sau này nhục nhã cả đời. Ai đã yêu cầu anh làm điều này? Họ đưa các người bao nhiêu tiền? Cô không cần phải biết về chuyện này. Tôi sẽ cho các người mức giá cao hơn. Để tôi đi, các người không phải thấy tội lỗi đâu. Ha ha ha. Cô không phải chỉ là một bác sĩ quê mùa sao? Người đàn ông đã cho chúng tôi 3 triệu. Cô đủ khả năng trả sao? Ngoan đi nhé. Phí bồi thường sẽ được miễn sau. Cô gái mệt mỏi thở dốc rồi tựa người vào ghế xe. Ở một nhà bỏ hoang, hai người đàn ông chán nản chờ đợi. Người đàn ông khác cầm điện thoại đi đến. Lão đại, chuyện thế nào rồi? Tiền, nhận được rồi. Ba vị đại ca, Châu Bắc Thâm, anh giấu người ở đâu? Tôi không biết. Ai là người bắt cóc? Anh còn không thừa nhận à? Khụ 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 khụ. Đầu bếp cũng đã được điều tra rồi. Đó là liều thuốc anh đã cho vào. Tôi hỏi anh một lần nữa, Khương Vãn đang ở đâu? Không phải ở chỗ tôi. Chàng trai tiến lại bóp cổ người đàn ông kia. Ấy anh, tôi sẽ hỏi anh một lần cuối cùng. Khương Vãn, cô ấy đang ở đâu? Thật sự không ở chỗ tôi. Không sai, tôi đã cho cô ấy uống thuốc này. Thật sự không ở chỗ tôi. Không sai, tôi đã cho cô ấy uống thuốc này. Nhưng một nhóm người khác đã bắt cóc cô ấy đi trước rồi. Tôi thề, những gì tôi nói là sự thật. Tôi thực sự đang nói thật. Cô à, a yêu. Tôi tưởng rằng cô ấy chỉ là một bác sĩ nhỏ quen. Tôi không ngờ rằng cô ấy là người phụ nữ của anh. Anh đừng có quá phận đấy. Tôi có bố tôi bảo vệ đấy. Ha. Bố anh. Cùng lúc đó tiếng điện thoại reo lên. Alo, Châu Bắc Thâm. Anh đoán xem lần này tôi có cứu được Khương Vãn trước không? Tôi cam kết với anh. Vậy thì phải chờ xem ai có thể cứu được người trước. Ấy tôi. Hai người đàn ông đeo kính đen hùng hổ bước đến. Người đàn ông lo sợ lùi lại không dám nói gì. Các anh xem, tay tôi cũng bị trói hết rồi, chạy cũng không được. Tôi bị bệnh về mắt từ khi còn nhỏ, không thể đeo miếng che mắt quá lâu được. Tại sao anh không xem liệu có thể tháo cho tôi không? Được, dù sao thì sau này khi tôi đang làm chuyện đó, cô cũng có thể thấy tôi thích người phụ nữ dưới quyền của tôi nhất. Mắt tôi sắp rưng rưng đến nơi rồi. Ha ha ha, được rồi, lão nhị, làm việc đi. Tôi sẽ quay video cho cậu. Lão tam, đi canh cửa kia cho tôi. He he he, tôi không thể đợi lâu hơn được nữa rồi. Ha ha ha.
Hai chàng trai cùng lúc chạy tới đạp bay người đàn ông cặn bã kia ra, một tên bắt cóc liền túm lấy cô gái kề dao vào cổ. "Được thôi, để tôi xem ngươi chạy đi đâu. Hai anh rốt cuộc là ai hả? Mau đi chỗ khác. Chúng tôi sẽ không làm gì cả. Ngươi không đủ điều kiện để thương lượng đâu. Mau thả người ra cho tôi. Tôi nói bắt cóc người khác là không tốt. Cậu trói cô gái nhỏ của tôi à? Các người chán sống à? Nói lại lần nữa. Mau thả người ra. Hai người, chúng tôi chỉ muốn tiền không phải mạng. Nếu tôi để cô ấy đi, phải đồng ý với chúng tôi. Hai điều kiện." Nói, ông chủ đã cho chúng tôi 3 triệu. Các người phải cho tôi 6 triệu. Còn nữa, chúng tôi để cô ấy đi. Anh cũng phải để chúng tôi đi. Tiền đã được chuyển rồi. Mau thả người ra. Anh đừng lo. Chúng tôi nhận được tiền rồi, chắc chắn để cô ấy đi. Nhưng mà chúng tôi phải đợi, đến khi đến được nơi an toàn, đưa chìa khóa xe cho chúng tôi. Đưa đây mau. Tôi biết các anh không thiếu tiền. Miễn là chúng tôi rời đi an toàn, sẽ thả cô ta ngay lập tức. Đưa chìa khóa xe cho hắn ta. Đưa đi. Tên bắt cóc giơ tay chụp lấy chìa khóa xe, tất cả đều nhìn nhau một cách thận trọng. Đi ra. Tôi nói rồi. Hai chàng trai tránh đường cho bọn bắt cóc đưa cô gái đi qua. Hành động. Chàng trai thấy con dao liền nắm tay vào lưỡi dao giữ lấy. Cô gái thoát ra, tất cả lao vào đánh nhau. Chàng trai áo nâu đấm mạnh tên cầm đầu, hắn định đánh trả thì cô gái chạy đến dí dao vào cổ hắn. Tôi nói cho anh biết, trước khi tôi cắt động mạch, thì thành thật nói cho tôi. Khương Vãn, em không sao chứ? Tôi không sao. Tay của anh. À, tay tôi không sao. Chỉ cần em ổn thôi. Khương Vãn, thật may cô không sao. Thiếu gia tôi vẫn chưa theo đuổi cô. Cô đừng lo. Ba cái tên khốn này, tôi nhất định khiến chúng trả giá. Không cần dùng pháp luật để trừng phạt bọn họ. Bây giờ, gọi cho người đứng đầu của các anh cho tôi. Không nghe thấy sao? Không nói ra cũng được. Tôi sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra. Nếu bây giờ anh nói ra, đó là cơ hội duy nhất để anh được khoan hồng. Nói mau. Được, tôi nói. Tôi nói, tên bắt cóc cầm điện thoại lên gọi đi. Mọi chuyện xong tốt đẹp chưa? Gửi video cho tôi. Này, này cô. Cô gái và chàng trai áo đen đồng loạt nhìn chàng trai còn lại rồi huých vào người. Sự việc đã được giải quyết xong chưa? Đã lấy tiền của tôi rồi. Nếu anh không làm cho ổn thỏa, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi, cô. Trịnh tiểu thư. Tôi e rằng cô không còn cơ hội rồi. Trịnh tiểu thư cái gì? Là ai vậy? Cô nhận nhầm người rồi. Cô gái tắt điện thoại, đưa điện thoại cho chàng trai áo nâu. Châu Tổng. Tôi e rằng không người nào quen giọng nói này hơn anh. Khương Vãn, tôi không biết cô ấy sẽ làm điều này. Châu Tổng và Trịnh tiểu thư, thật là những người tài giỏi mà. Khương Vãn, tôi làm ơn hãy nói với cô ta, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nhân tiện, hãy cho tôi tài khoản. Tôi không muốn nợ tiền người khác. 6 triệu đó, tôi trả. Ba người nhìn nhau không nói gì. Cô gái đẩy tên bắt cóc, cút. Trần Tổng, anh vui lòng cho tôi đi nhờ. Vô cùng hân hạnh. Xin hãy chuộc lỗi cho tôi. Vô cùng hạnh phúc. Dường như trong mắt Khương Vãn thì tôi đáng tin cậy hơn người như anh. Chàng trai vẻ mặt không thể chấp nhận được. Cô gái nhìn anh tức giận rồi đi qua. Khương Vãn. Hai người ngồi trên chiếc xe mui trần. Cô gái bỗng thấy áo mình dính vết máu. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Chắc của Châu Bắc Thâm dính vào. Trông cô không được tốt lắm. Đưa cô trở lại căn hộ Minh Thâm. Tôi không còn sống ở đó nữa. Chuyển nhà rồi. Có vẻ, cô thực sự rất ghét Châu Bắc Thâm à. Thậm chí còn chuyển nhà. Để tránh mặt anh ta. Nhưng mà, có lẽ anh ta thật sự không biết về vụ bắt cóc. Nhưng Trịnh Duyệt Duyệt là người của anh ta.
hành động của Trịnh Duyệt Duyệt tương đương với hành động của anh ta. Tôi còn tưởng cô sẽ mủi lòng chứ. Dù sao, anh ta cũng đã bị thương khi cứu cô. Khoảnh khắc anh ta cầm mũi dao đó, anh ta không do dự chút nào. Tôi biết rồi. Nhưng người cùng một ruột mà, vừa rồi cô ấy gần như đã thức tỉnh rồi. Chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Châu Bắc Thâm phát hiện rồi. Làm sao đây? Làm gì để anh Thâm tin mình đây? Thôi không sao đâu. Đúng, mình phải chủ động đi tìm anh Thâm, để khiến anh ấy tin mình. Anh Thâm, sao anh lại ở đây? Lúc đó Trịnh Cường giao cô cho tôi chăm sóc hộ. Cô mới chỉ dưới 20 tuổi. Nhưng mà lần đó, cô vẫn còn chạy sau lưng hát ca và hát ca xung quanh tôi. Tôi luôn nghĩ cô là một người đơn giản, vô tội và rất tử tế. Tại sao cô lại làm như vậy? Em không hiểu anh đang nói cái gì. Anh Thâm, đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao cô lại tấn công Khương Vãn như vậy? Sao anh lại nói như vậy? Hôm nay em còn chưa hề rời khỏi phòng. Bác sĩ Khương có hiểu nhầm điều gì không? Anh Thâm, anh phải tin em chứ. Anh biết em thế nào mà. Cô rốt cuộc là người thế nào? Hiện tại cô vẫn chưa nhìn ra sao? Có chuyện gì xảy ra thế? Anh Thâm, nhất định đã có người nói gì đó với anh rồi đúng không? Anh nhất định phải tin em. Cô muốn tôi tin cô kiểu gì? Khi hắn ta gọi cô, tôi ở đấy. Cô gái hoang mang lo sợ rồi nhìn thẳng vào chàng trai. Không sai, làm em làm đấy. Tại sao vậy? Cô ấy chính là người cứu mạng của cô. Tại sao anh lại nghĩ là như vậy? Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi. Tại sao anh lại không biết? Em nghĩ gì về anh chứ? Tôi nghĩ, tôi đã nói với cô đủ rõ ràng trước đây rồi. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn coi cô như em gái của mình. Tôi chưa từng có bất kỳ tình cảm nào khác. Sau này, từ giờ trở đi, về mặt tình cảm đó, cô đừng bao giờ nhắc lại với tôi nữa. Đúng vậy, anh đã từ chối em từ rất lâu rồi. Nhưng mà em yêu anh, làm sao em có thể từ bỏ? Nếu vậy sao cô không nhắm vào tôi, mà cô lại nhắm vào cô ấy? Anh Thâm, em hiểu điều đó. Mặc dù anh không nói điều đó, nhưng anh đối xử khác với bác sĩ Khương. Em không sẵn sàng nhượng bộ. Các anh quen nhau bao lâu rồi? Vậy trước đây chúng ta ở bên nhau thì sao? Nếu như hai người có duyên, thì đã không ly hôn như vậy. Bây giờ anh đã ly hôn, tức là hai người đã không có duyên phận. Tại sao lại cho hai người gặp lại nhau? Cô biết cô ấy là vợ cũ của tôi từ khi nào? Trước đây em đến Châu ra tìm anh, thì tình cờ nghe anh nói với trợ lý Ngô. Anh Thâm, anh đã yêu cô ấy rồi phải không? Dù hai người đã ly hôn, dù cho đã 2 năm rồi, không gặp lại cô ấy, mà vẫn còn yêu cô ấy. Tại sao chứ? Chúng ta rõ ràng đã ở bên nhau lâu như vậy. Đúng. Tôi đã yêu cô ấy. Vậy bây giờ, anh định làm gì với em? Anh đưa em cho bác sĩ Khương, rồi tùy ý giải quyết. Em sẽ nhớ lòng tốt anh dành cho em. Anh đừng lo. Dù anh có làm gì, em cũng sẽ không trách anh. Tối nay, tôi sẽ đi ra nước ngoài. Tôi đã sắp xếp một trường học cho cô, nhưng mà không có sự cho phép của tôi. Không được quay lại. Cô đã nghe rõ chưa? Anh Thâm, anh có còn nhớ lòng tốt của anh trai em đã cứu anh? Anh sẵn sàng để em đi ra nước ngoài và không bao giờ quay trở lại. Dù cho em có đau lòng. Anh Thâm, nếu em nói em không muốn đi thì sao? Nếu như cô muốn chết thì tôi không cản. Tôi đi trước. Này Tiểu Vãn, anh đang ở nước ngoài, đã quá muộn để quay lại. Em không bị thương chứ? Em không sao. Anh cũng đừng lo quá. Anh có muốn nuốt chửng Trịnh gia không đấy? Trịnh gia em không cần phải lo. Nhà của họ sẽ đổi chủ trong 3 ngày nữa. Từ giờ, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Cảm ơn anh. Tiểu Vãn, chúng ta đã lớn lên cùng nhau.
em không cần phải nói cảm ơn anh. Anh cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc em. Tiểu Vãn, trở về Trung Quốc, anh có điều muốn nói với em. Đợi anh quay lại. Được. Cô gái đẩy cửa bước ra liền thấy rất nhiều tàn thuốc dưới đất. Ai mà vô ý thức như vậy? Ném tàn thuốc trước cửa nhà người ta, là tôi. Anh đã ở trước cửa nhà tôi cả một đêm à? Hôm nay em lại dậy muộn à? Em chưa ăn sáng phải không? Dạ dày em không tốt. Cho em đấy. Không cần. Cô gái mặc kệ chàng trai đưa đồ mà đi qua trước mặt anh. Bác sĩ Khương, có người tặng hoa cho cô này, còn tặng toàn bộ bộ phận chúng ta, gồm cả trà sữa và cà phê nữa. Ai muốn đuổi theo cô vậy? Để tôi đoán thử nhé. Chắc không phải Châu Tổng đâu. Anh Châu không thể làm được việc lãng mạn như vậy. Vậy hay là của Trần Tổng? Cô đừng nói đùa như vậy chứ. Đi làm việc đi. Alo, chào Trần Tổng. Làm ơn sau này anh đừng gửi hoa cho tôi nữa. Thật là rắc rối. Cái gì? Không phải của anh sao? Vậy tôi xin lỗi. Tôi hiểu nhầm rồi. Cô gái cầm tấm thiệp mở ra cho y tá xem. Thực sự là Châu Tổng. Anh Châu, sao có thể làm được việc lãng mạn như vậy? Anh ấy theo đuổi cô à? Cô cầm hoa, mang cho mọi người giúp tôi nhé. Thật là điều đáng tiếc. Đúng là gần quan thì được ban lộc mà. Được rồi, tôi đi nhé. Cô gái ra ngoài đóng cửa lại thì nhìn thấy chàng trai đã đứng đó. Để tôi đưa em về. Châu Bắc Thâm, nếu anh rảnh vậy thì đến chỗ Trịnh tiểu thư đi. Tôi không cần anh đến chỗ tôi. Cô ấy đã được ra nước ngoài rồi. Đấy cũng là lần cuối cùng tôi giúp cô ấy. Là tôi đã nợ cô ấy. Vậy nên sự bất thường của anh, anh gửi bữa sáng và hoa, tất cả là giúp Trịnh Duyệt Duyệt. Tôi vẫn sẽ báo cảnh sát, gửi tất cả bằng chứng. Có khả năng cô ta nên đừng bao giờ quay lại nữa. Nếu không, tôi bắt cô ta phải ngồi tù. Cô gái nói xong liền lập tức rời đi. Chàng trai nhìn theo đau lòng. Bác sĩ Khương, lại là Châu Tổng gửi hoa cho cô. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Vẫn như cũ, cô mang chia sẻ cho mọi người. Được thôi. À đúng rồi, Trần Tổng, sáng nay đã đến đây, còn quyên góp rất nhiều tiền cho bệnh viện. Trưởng khoa vui đến mức không ngậm được miệng. Tôi đang nói chuyện với anh ấy. Ồ, sau đó, Châu Tổng cũng đến đây, cũng đã gửi một số tiền cho bệnh viện. Trưởng khoa thậm chí còn hạnh phúc hơn, nên bảo tôi đến gọi cô. Vãn Vãn, nghe tiếng gọi cô gái liền không vui mà dừng lại. Châu Tổng, tôi đã nói với anh rồi, tôi không hề thích anh. Anh còn 3 lần 7 lượt đến tìm tôi, chỉ gây thêm rắc rối cho tôi thôi. Còn nữa, anh muốn đến bệnh viện quyên tặng. Hãy cống hiến hết mình. Nếu anh muốn dưới danh nghĩa quyên góp, muốn đưa tôi đi, tôi sẽ không đi cùng anh. Ý tôi không phải vậy. Anh nghĩ cái gì không quan trọng. Tôi chỉ hy vọng là, kể từ bây giờ, anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Được rồi, tôi sai rồi. Lẽ ra tôi nên nhận ra tấm lòng của mình sớm hơn. Tôi không ở đây vì Trịnh Duyệt Duyệt, mà là ở đây vì chính tôi. Thực ra, đáng lẽ tôi phải biết rồi. Trong trái tim tôi, Tiểu Vãn em quan trọng hơn tôi nghĩ. Cực kỳ quan trọng. Nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Châu Tổng, cô gái định rời đi thì bị chàng trai giữ lại. Tôi, hãy cho tôi một cơ hội nữa. Cơ hội, đã từ lúc chúng ta ly hôn, không còn nữa rồi. Châu Tổng, chúng ta không hợp đâu. Tôi không thể ở bên anh. Ây, Tiểu Vãn, không sao chứ? Anh, em không sao. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã nói, sau khi trở về,
Anh có chuyện muốn nói với em sao? Anh đã nói. Anh quyên tiền tôi cũng quyên tiền. Đó gọi là công bằng. Nhưng anh bí mật quấy rầy Tiểu Vãn khi tôi đi vắng. Đấy mà được gọi là cạnh tranh công bằng à? Hả? Tôi chưa bao giờ nói với anh. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh. Tiểu Vãn. Cho tôi một cơ hội nữa. Wow, một người là chủ tịch tập đoàn của Châu Thị. Còn người còn lại là Dư Thiểu, con trai cả của Dư Gia. Còn một người nữa cũng đẹp trai. Bác sĩ Khương. Thật khó chọn. Vãn Vãn. Cho tôi chỉ một cơ hội thôi. Vãn Vãn. Không được. Được. Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Vài ngày nữa, tôi sẽ đi công tác. Ở A Thành. Anh đừng theo dõi tôi. Cũng đừng định vị. Giữa chốn đông người, nếu anh có thể tìm được tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nếu không tìm được tôi, thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Được. Nhất định tìm được. Tiểu Vãn, hành động này của cậu thực sự rất tuyệt vời. Cậu nói với Châu Bắc Thâm rằng cậu đi công tác, nhưng thực ra là không có. Bây giờ cậu lại đang đi du lịch với tớ. Trong trường hợp này, anh ta Châu Bắc Thâm tìm kiếm tất cả bệnh viện trong thành phố cũng không thể tìm thấy cậu. Bây giờ cậu thật đúng là một cô nàng, vừa thông minh vừa xảo quyệt. Đúng vậy, bây giờ chỉ cần vượt qua hôm nay, sau đó là có thể thoát khỏi Bắc Thâm. Bây giờ cách hôm sau vẫn còn 2 tiếng nữa. Tớ muốn điềm điềm, tớ muốn ở một mình một lúc. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Chú ý an toàn. Cô gái áo đen nói xong liền rời đi, còn nữ chính buồn bã quay người bước đi. Bỗng một ánh sáng rực rỡ chiếu vào người cô. Ba người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ cũng lần lượt xuất hiện trước mắt cô.